Sau khi kết thúc phần tiến hóa sức mạnh Moro trước kia, giờ đây hãy cùng bay đến với kẻ thù mới trong Dragon Ball. Đó chính là Granola, một tên vô danh tiểu tốt nhờ hai viên bi mà thay đổi số phận. Như mọi lần trong các chuỗi tóm tắt trẻ hình này, mọi con số trong các video đều là tính toán và trí tưởng tượng của bay, chỉ dùng để tham khảo cho vui, không dùng để so sánh. Ở hành tinh thần hủy diệt, Goku Kỳ Thần 2 tỷ 8 điểm đã vật vã lắm mới bắt được con cá tiên tri trong cái ly để thiên sứ tiêm cho một lù thuốc ngủ, một liều thuốc ngủ. Cá tiên tri mà mất ngủ thì thường sẽ có một điểm xấu sắp xuất hiện trong tương lai. Ngay cả khi Moro xuất hiện, con cá nó cũng chả thèm ngủ mà đôi khi nó ngủ do buồn ngủ mà thôi. Trong cơn mơ, con cá nói rằng cân bằng vũ trụ 7 đang thay đổi, chiến binh mạnh nhất vũ trụ sắp trỗi dậy. Goku lúc này đã thành thạo việc hóa bản năng vô cực hoàn hảo rồi, thích hóa lúc nào thì hóa. Lúc này sức mạnh đã đạt tới 150.000 tỷ, nhưng dạng này nó vẫn rút sức mạnh của cậu rất là nhiều, vậy nên cậu ta tiếp tục tập luyện với thiên sứ Whis. Với lượng ki được khống chế hoàn hảo, Goku dễ dàng phân thân mình ra thành nhiều người rồi lao tới đánh. Whis dễ dàng đánh tan tất cả rồi lao lên múc cả bản thể chính. Thiên sứ nói rằng Goku bắt chước mình quá nhiều, như vậy sẽ khó có tiến bộ. Khi đã nắm được nguyên tắc căn bản rồi thì hãy phát triển nó theo hướng cá nhân. Tiếp theo đó, Whis dạy cho Goku cách phản ứng nguyên lý bản năng vô cực tự động mà không cần biến hình. Biến hình chỉ là phần phụ dành cho tình huống nguy cấp mà thôi. Còn riêng thiên sứ thì không cần, họ luôn có bản năng vô cực mặc định trên thân mình. Mày không thử bản năng vô cực sao Vegeta? Thứ đó méo hợp với tôi sẽ tìm con đường khác. Vegeta sức mạnh tăng nhẹ, Lam Chon vẫn có được 2 tỷ 7 điểm sức mạnh gốc bao gồm ki thần từ khi học được kỹ thuật hiển ki cao cấp. Tuy nhiên về sức mạnh thuần vẫn chưa có gì đột phá cả. Bản năng vô cực không phải là kỹ thuật duy nhất của các vị thần. Thế ngay xài cái quá gì, bày tư giới. Méo bày, ta không thích dạy dỗ, ta đi luyện tập đây, và ngươi có thể nhìn lén. Vậy là Beerus bắt đầu dạy cho Vegeta quy tắc buông bỏ thành kiến để phát huy bản ngã cùng những kỹ thuật căn bản của sức mạnh hủy diệt. Cảm thấy Vegeta không thể buông bỏ được quá khứ của dân tộc, ông bắt đầu sỉ nhục, nói về việc hành tinh Saiyan là do ông sai con thằng làng Frieza nó phá. Vegeta lập tức dần dữ hóa lên dạng mạnh nhất của mình là Blue Envolver, lên tới 39.000 tỷ điểm lao tới đấm thần hủy diệt liên hồi. Tuy nhiên ông thần rất là dễ dàng đỡ lấy hay là né đòn. Ông bay lên phản công cho một sóng cước vào mặt Vegeta bay xa hàng chục mét. Vegeta lợi dụng bay lùi tung hàng đống ki vào mặt ổng rồi lao vào múc túi bụi. Tuy nhiên thần hủy diệt đã biến mất, ông ta từ phía trên cao đạp xuống lưng từ lúc nào. Vegeta mất luôn dạng Envolver trở về dạng Blue thông thường, còn 8.700 tỷ điểm sức mạnh. Hắn ta tiếp tục lao vào đánh, nhưng như cũ, thần hủy diệt dễ dàng túm lấy tay chưởng cho hắn nổ tung bay xa hàng trăm mét. Cứ vậy, hai người lại tiếp tục luyện tập với các vị thần. Ở thế giới bên ngoài, một thời gian sau khi Moro chết, đội tuần tra thiên hà đã phát hiện ra một mối nguy hiểm mờ nhạt ở nơi hắn ta phát nổ. Họ đã đem câu hỏi này đến chỗ các tù binh thiên hà nhưng không nhận được câu trả lời gì cả. Trở về trái đất nơi Moro đi đất, có thứ chất nhầy kỳ lạ bò nơi miệng hố. Nó nhảy nhảy từ trên xuống và gặp được một nửa cái đầu của con robot 73. Nó đã nhập vào đó khiến cái đầu của 73 phát sáng. Liệu rằng Moro có hồi sinh? Hay một thực thể nào khác dựa vào 73 mà tàn phá mọi thứ một lần nữa hay không? Không các bạn ạ. Chất nhầy đó chỉ là một dụng cụ tìm kiếm phục hồi của hai thằng nhãi nhép 200 điểm sức mạnh này. Tụi nó đi tìm cái đầu của 73 cho nhiệm vụ của mình. Dù vậy, chúng cũng đã qua mặt được hai tuần tra viên thiên hà, bao gồm cả gia cô 500 điểm sức mạnh. Gia đặc vụ này trông đần và yếu so với mấy thằng châu bò, nhưng trong trạng thái chiến đấu nghiêm túc lại thành kẻ siêu nhanh và có thể quan sát được mọi thứ mạnh lên gấp hàng trăm lần cũ. Tuy nhiên có súng vẫn tốt hơn. Nơi hai tên tôn tép đi về, đó chính là căn cứ của Goichi, tập đoàn đã tạo nên những con robot Ogi. 73 là Ogi thứ 73 đã bị Sagabo cướp đi. Nay cái đầu của nó đã được đem về cùng dữ liệu của các ác nhân vũ trụ mà nó sao chép được, bao gồm cả Moro, Gohan hay là Thiên Sứ. Nó là một tư liệu rất là quý nha. Goichi quyết định sao lưu mọi dữ liệu của Ogi 73 cho mọi Ogi khác và trở thành bá chủ vũ trụ. Nhưng không ngờ con tàu lớn của cái thằng cha đó đã nằm trong tầm nhắm. Một gã chuyên săn tiền thưởng tên là Granola, sức mạnh 13.000 điểm đã mò tới cướp phá. Đám tôm tép 200 điểm xách những khẩu súng vũ trụ công phá lên tới 15.000 điểm ra chống lại ngay. Với những quả bom khói tốc độ cao cùng khẩu súng điện 4.000 điểm của mình,
anh đã bắn bại liệt đám tôm tép trong thời gian ngắn. Roger hoảng sợ ra lệnh thả hết đám Ogi ra. Tiếc thay đám Ogi này chưa được sao lưu sức mạnh mới. Sức mạnh thuần của chúng chỉ mới 100.000 điểm mỗi thằng. 100.000 điểm mà không có nhiều kỹ thuật chiến đấu cũng khá phế. Granola không hề coi thường. Anh ta kích hoạt người bạn trí tuệ nhân tạo của mình lọ ách mèo dưới hình dạng cái kính đeo mắt. Cái kính lập tức phân tích điểm yếu chí mạng của lũ Ogi chính là viên ngọc ở trên trán. Granola dễ dàng dùng nội công 3.000 điểm phá vỡ nó, giết chết hàng chục thằng Ogi trong chớp mắt. Cuối cùng, anh vừa đi vừa chém giết, đã tiến tới được chỗ có Ogi số 73 đang được phục hồi rồi cướp lấy nó. Gã Granola này vô cùng hận thù Frieza cùng đám chiến binh Saiyan khỉ đột đã phá hủy quê hương của anh. Giờ đây, anh ta đang tích cực kiếm tiền cùng tích lũy sức mạnh để trả lại thù xưa. Dù cho là vậy, sức mạnh của anh ta bao năm vẫn bé quá bé. Giờ có hành tinh Saiyan thì còn đánh được, chứ không sợ được sợi tóc nào của Frieza cả. Đó là chưa kể Frieza hiện tại đã tiến hóa lên bao cát vàng đa vũ trụ rồi. Granola đã đem xác 73 đến cho anh em nhà lò sưởi nóng Hitter, những kẻ bán thông tin giàu có và quyền lực sâu má cho vũ trụ này. Thằng anh cả Elet điện lực 11.000 điểm sức mạnh đã trả cho Granola một số tiền lớn. Mẹ nó tên già đập mỏi mồm quá. Từ đây về sau, bay sẽ gọi cái thằng Granola này kèm thêm hai cái tên là Yến Mạch hoặc là Gra cho nó gọn nha. Gã Elet lấy xác thằng 73 không phải để phân tích thông tin sức mạnh thiên sứ Hemoro, mà chỉ muốn tìm ra vị trí của Juno, nhà thông thái vũ trụ mà thôi. Còn sức mạnh ư? Xời, quân đội thích thuê bao nhiêu thằng chẳng có, nhà có tiền mà. Giờ mày không còn nhiệm vụ gì cả, nhưng tao sẽ thưởng cho mày một tin mới cống cơ mà xưa như trái đất. Đó chính là Afria đã hồi sinh rồi. Về rửa cái cổ cho sạch đi rồi tìm hắn mà báo thù. Hả? Còn sống ư? Cơ hội đã tới đây rồi. Tao sẽ dùng một cái que xiên con thằng làng đó từ đít lên tới thẳng mồm. Ê ông, con thằng làng đó đang ở đâu? Không nói thì hỗn mãi. Rất dễ dàng, thằng ga thiên tài võ thuật 100.000 điểm sức mạnh đánh thằng Yến Mạch xùi tại chỗ. May mà anh em nhà này hiền không thèm lấy cái mạng nó, chỉ đuổi đi thôi. Hứa hẹn rằng sau này sẽ cùng giúp tiêu diệt Frieza, vì họ cùng chung mục tiêu. Khi Granola đi về, đám săn tiền thưởng sức mạnh tổng hợp 30.000 điểm đã truy sát, không giết anh cướp số tiền thưởng anh vừa lấy được. Gra đã đậu ở một hành tinh nhỏ rồi cút đi mất. Bọn kẻ thù đã chui vào thuyền giết anh, cơ mà không có anh ta ở đó. Cả đám lập tức bị điện giật đơ một cục. Granola bắn rất là chính xác. Anh ta mới dùng súng thôi chứ chưa hề dùng sức mạnh thật sự của mình. Mà anh ta còn giấu một phần sức mạnh, đó chính là con mắt phải lúc tháo kính ra. Lúc đó anh ta sẽ mạnh lên gấp nhiều lần kèm với hiệu ứng bách phát bách trúng. Vậy là để giữ cái mạng của mình, thằng đầu lĩnh kia bèn bỏ lại thêm tiền, xin tha cái mạng rồi quýt đi mất. Anh Yến Mạch đã đi về nhà. Anh ta sống cùng một ông già Namek xa xưa ở hành tinh này mang tên là Monito, 195 điểm sức mạnh. Bản thân ông ta cũng tạo ra hai viên ngọc rồng thực hiện điều ước. Hiện tại một viên đang thất lạc. Vừa hay trên TV chiếu rằng dân ở hành tinh đó cũng vừa nhặt được viên ngọc thứ hai. Granola đã ăn cắp ngọc của ông Nemeth rồi lập tức đi cướp viên ngọc trong đêm. Sưu tập đủ hai viên bi bé xinh của con rồng, anh ta đã ra chỗ vắng chịu hồi được con rồng Toronbo cực mạnh nhưng mà bé tẹo. Anh ước cái gì? Tất nhiên là sức mạnh rồi, mạnh hơn cả thằng làng Frieza là được. À không, phèn quá. Anh muốn trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ. Mày sẽ mãi hối hận vì đã không ước mạnh hơn Frieza. Chà, cũng được thôi, con rồng làm được. Tuy nhiên Granola phải đánh đổi bằng thời gian sống còn lại của mình để lấy một lượng sức mạnh vừa đủ mạnh hơn kẻ mạnh thứ nhất vũ trụ hiện tại. Điều ước đã được thực hiện, Granola đã đạt được sức mạnh top 1 vũ trụ, dù chỉ còn sống được 3 năm nữa thôi. Tóc anh ta già ra cả mét như là Super Saiyan 3, chỉ giơ nhẹ tay, anh đã nâng một ngọn núi lên rồi phá vỡ nó từ xa như giết một con kiến. Anh ta nhanh chóng đi hỏi thằng Elet vị trí của Frieza để mà giết con thằng lằn. Hành trình của anh đã không qua mắt được thiên sứ. Quýt đã cảm nhận được khí của kẻ mạnh nhất vũ trụ đang di chuyển. Granola đã gặp anh em nhà Hitter. Họ đã ăn trưa nhưng không cho anh ăn ké mà muốn đuổi anh về. Anh Yến Ly là quyết định ở lại ăn trực nên chơi cái mặt ra, buộc thằng Ô Liu 32.000 điểm sức mạnh phải ra đánh. Tuy nhiên Âu làm gì chống được chiến binh mạnh nhất vũ trụ này nữa. Hắn né dễ ẹt, sau đó dùng một ngón tay nhấn nhẹ vào một thằng mập. Nó liền bị bay xa cả cây số và cụ vào tường. Ôi tức giận, dùng tuyệt chiêu của mình là dùng hai bàn tay đập từ trên xuống đầu đối thủ. Lực rất là mạnh, đá bể tùm lum, nhưng chẳng có chúng thằng kia. Đã vậy còn bị nó xuýt vào mồm. Nhảy né một hồi thì Granola bắn thêm một đòn dưới chân thằng mập. Thì ra nãy giờ hắn dụ thằng mập đánh theo hình tròn tạo ra một đường răng.
Thằng mập vừa hạ cánh xuống thì bị thọt thẳng xuống dưới tầng hầm luôn. Thằng Oi tức giận bay lên dùng miếng bê tông siêu khủng ném vào đầu Granola. Hắn ta còn không thèm chạm, chỉ đưa tay ra khối bê tông tốc độ cao đó toàn bộ hóa thành bột mịn. Còn chị ba Mackey 40.000 điểm thấy vậy tức quá, bút chú lực vào tay rồi lao tới đấm thằng kia. Con nhỏ rất nhanh nhưng đáng tiếc thằng top 1 kia nhanh hơn. Hắn dễ dàng đỡ hết tất cả. Không chỉ vậy còn dùng cái khăn quàng cổ của mình chói con nhỏ lại từ lúc nào không hay. Hắn giật con nhỏ té trọng vó, sau đó đập nó bay tới tận bờ bên kia gãy vẹo lưng. Lần này thì thằng ga 100.000 điểm đã ra tay. Hắn chặt đứt cái khăn đó rồi chuẩn bị nghênh chiến. Tuy nhiên Elet không có cho. Anh ta dù yếu nhất trong 4 anh em nhưng trí thông minh thì tuyệt đỉnh. Vậy nên mới trở thành chủ của một trong những tập đoàn đứng top vũ trụ này. Anh ta viện lý do rằng mình cũng đếp biết Freeza ở đâu, nhưng sẽ cật lực đi tìm rồi đuổi thằng kia đi về. Thì ra bọn Hitler định xoán ngôi của Freeza để mà làm đế chế mạnh nhất vũ trụ. Nhưng nếu Granola giết cả Freeza cùng quân đoàn của hắn ta thì là tạch. Vậy nên họ đã bày ra một kế hoạch khác hoành tráng hơn. Đầu tiên hắn cho hai đứa em tìm đấng Juno để hỏi các thông tin quan trọng. Sau đó tiếp tục đến trái đất nhờ Bulma báo cho Goku và Vegeta biết rằng chiến binh mạnh nhất vũ trụ đang tìm họ để mà đấm nhau. Kẻ đó không ai khác chính là Granola. Gã ta cũng thù hằn người Saiyan vì chúng trực tiếp tàn phá cái hành tinh của gã năm xưa dưới lệnh của Freeza. Hai đứa nó cũng tranh thủ ở nhà Bulma lén ăn cắp cái radar dò học. Goku Vegeta được thiên sứ báo tin thèm đấm nhau quá nên tức tốc đòi về. Thời gian ở đây họ không tăng sức mạnh thuần nhưng cũng đạt được một số thành tựu nhất định. Vegeta cũng đơn thuần sử dụng được Hakai, nên thần hủy diệt tặng cho anh ta một cái hoa tai biểu hiện cho việc sử dụng được sức mạnh. Sau khi hai người về trái đất, nhóm Hitler đã đưa họ lên tàu vũ trụ để chở đến hành tinh Sirius. Sau đó lại lén lút thông báo với Granola rằng hai thằng đang chở tới là đàn em Freeza đến để truy sát cậu ta. 18 ngày sau, hai chị em Mackey đã đưa Goku Vegeta đến nơi. Hai thằng máu chiến vội vàng tìm thằng kia để đánh hội đồng liền. Goku đang bay thì phát hiện một ánh sáng lóe lên. Có thích khách, anh ta né được nó trong chớp mắt, suýt thì mất tiêu cái đầu. Dù rằng sức mạnh của Goku rất là lớn, nhưng nếu bị tấn công với một lực vừa đủ mà không kịp vận ki đề phòng, cậu cũng có thể bị trọng thương hay mất mạng ngay tức khắc. Ví dụ như 50 điểm sức mạnh mà chọt cái tâm vô mắt thì Goku có bản năng vô cực cũng không chống được. Tiếp theo đó là hàng chục phát đạn ki xả xối xả vào người họ. May mà hai thằng cha này thân thủ nhanh nhẹn né được hết trơn. Dù có né được, Goku cũng nhận xét rằng những phát đạn này chính xác đến kinh ngạc. Anh ta hầu như không thể né. Vegeta chịu không nổi hóa lên Super Saiyan 1 với 13 tỷ 500 triệu điểm sức mạnh để chống đỡ. Nhưng ngay lúc đó thì kẻ thù ác buồn đến buông bắn nữa, khiến cho hai thằng chân hẳn. Khi kẻ thù tung ra loạt đạn thứ hai, Goku đã nhắm mắt để kích hoạt bản năng vô cực sơ khai bên trong mình. Trạng thái này Goku vừa được đào tạo bởi Whis. Nó không tăng thêm sức mạnh đơn thuần cho Goku, tuy nhiên việc né đòn cùng độ chính xác tấn công hiệu quả rõ rệt. Tổng lực chiến của Goku tăng 20% lên 3 tỷ 360 triệu điểm sức mạnh. Cả hai lao tới giữa làn đạn mà không trúng nhát nào. Nhưng khi xuống dưới chỗ đó lại không có một thằng xạ thủ nào cả. Bỗng nhiên, một loạt đạn khác từ trên trời bắn xuống liên tội. Đối phương hẳn là một thằng AD đi rừng, hết sức là dẻo hoạt. Đạn lại còn rất mạnh lên tới hàng tỷ điểm. Dư chấn xuống đất thôi mà đã đánh văng hai thằng kia nhăn nhó mặt mày. Họ vòng ngược lên thì đạn lại từ dưới đất bắn lên. Có vẻ như đối thủ còn nhanh hơn họ gấp chục lần. Cả hai còn đang hoang mang thì một đòn bất ngờ đã đánh trúng huyệt đạo ngay gáy của Goku, khiến anh ta sùi ngay tại chỗ. Sức mạnh thì không mất bao nhiêu, nhưng Goku không thể điều khiển cơ thể được nữa. Mất sạch lực chiến, lê lết dưới đất còn có 500 điểm. Bất lực, Vegeta đành cho Goku ăn đậu thần. Họ có mang theo hai viên. Đầu phộng nó nghĩ tới đây là thấy tức à. Hai thằng tự xưng là hai chiến binh mạnh nhất nhì vũ trụ, vậy mà tới đòi đánh hội đồng một thằng. Đã vậy còn mang theo thuốc hồi máu nữa, ai mà chơi cho lại. Hai thằng cùng đi cùng đánh mà bị nó múc mất một thằng thì giờ mới biết ai là người mạnh nhất nghe. Vegeta chửi Goku quá phụ thuộc vào bản năng vô cực để mà né, trong khi chưa thành thạo được nó hoàn toàn. Goku đã biết lỗi hóa lên Super Saiyan với 14 tỷ điểm sức mạnh, dễ vận kỳ phòng thủ tấn công hơn. Trong sát na, Goku cảm nhận được sự hiện diện của Granola trong rừng, liền chưởng vào đầu nó liền. Tuy nhiên nó chỉ còn là ảo ảnh mà thôi, hắn ta trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng hai gã Saiyan. Cái tốc độ này nó còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời, vì còn méo cần thời gian để vận kỳ kia mà. Cơ mà nó chỉ là một phần nhỏ xíu sức mạnh của Granola mà thôi. Tên Yến bay lên trời, bàn tay tạo hình tư thế kỳ lạ.
Goku Vegeta thấy được liền phản ứng nhanh. Một cột năng lượng khổng lồ đã hạ xuống chỗ hai người, may mà né kịp. Sức mạnh cột sáng đó lớn tới mức mà Vegeta cho rằng nó mạnh như đòn hủy diệt của các vị thần. Goku thấy rén rén nên hỏi rằng hai thằng có nên cùng vào hội đồng chấp một mình thằng kia không. Vegeta đất chịu, ảnh tới đây để chứng tỏ mình mạnh hơn Goku kia mà. Thế là ảnh đùng cho Goku và ăn đòn trước. Ảnh ở ngoài quan sát rút kinh nghiệm. Khôn lắm chứ giỡn nè. Goku thơ ngây lao xuống chỗ Granola bắt đầu trận chiến. Granola muốn Goku xa trạng thái khỉ đột, cái trạng thái mà người Saiyan đã tấn công Shiryo năm xưa để trả thù cho nó đã cái nư. Nhưng ông tác giả lười vẽ đuôi đã vô hiệu hóa cái trạng thái này ở thế hệ Saiyan hiện tại rồi. Goku bèn hóa lên trạng thái thần Super Saiyan God, sức mạnh lên tới 2.800 tỷ điểm để mà chiến. Tuy nhiên sức mạnh của Granola vượt xa con số này nên hắn không có chút mảy may xúc động. Rùi mà hóa đỏ hóa vàng thì vẫn chỉ là rùi thôi. Anh yến mạch giơ hai ngón tay như sắp bắn chiêu. Goku tập trung quan sát, nhưng sự quan sát đó không theo kịp với tốc độ của gã kia. May mà linh tính báo cho Goku né kịp, chứ không là ăn thêm một quả donut thủng người. Theo kịp tiến độ, những đòn tiếp theo của Granola, Goku đã dùng tay đỡ kịp. Tuy nhiên anh ta không có cách nào để phản công vì không tìm ra sơ hở. Ngay trong khoảnh khắc đó, Goku đã nhắm mắt lại, kết hợp bản năng vô cực bị động với sức mạnh thần thánh của mình, lực chiến lên tới 3.600 tỷ điểm. Từ đó dễ dàng né được cái đòn tấn công tiếp theo của Gra. Tức mình vì đánh mãi không trúng, gã Gra bay lên trời dùng 10 ngón tay xả cây diện rộng cùng lúc để giết nó. Tuy nhiên Goku bản năng cấp thần dễ dàng né được tất cả. Khi hạ cánh né nhát cuối cùng, thì Goku thần bản năng đã bị Gra chọt nhẹ vào bụng mà không kịp nhận biết gì cả. Hắn quá nhanh quá mạnh, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng Goku mất cảm giác sau 10 giây. Thì ra lại là một đòn đi vào huyệt đạo, Goku mất hết sức mạnh trở về dạng thường té sụi xuống đất. Thì ra Goku bút khả năng bị động của bản năng vô cực, nhưng con mắt phải của thằng mặc quần Gra lại có thế giới hư vô của Yorichi. Hắn ta quan sát được cả mạch máu chuyển động cơ bắp của Goku, từ đó đoán được các yếu huyệt của Goku, chỉ là không đoán được hành động tiếp theo vì bản năng của Goku là tự động. Cơ mà khoan đã, thằng yến mạch này tóc khá ngắn, đó là do đã cắt tóc hay hắn tự giới hạn năng lượng của mình xuống là còn 5.000 tỷ điểm. Vậy là hắn tay gồng kỳ lên khiến hào quang bao quanh sức mạnh lên tới 10.000 tỷ điểm. Goku may mắn cái đòn huyệt đạo này quá nhẹ, anh ấy đã hồi phục lại được rồi. Anh cũng bút lên trạng thái thần cấp cao của mình trở thành Super Saiyan Blue lên tới 9.350 tỷ điểm. Hai thằng lúc này ngang tài ngang sức vô đấm nhau ào ào ầm ầm không ai chịu ai. Đánh đến nỗi mà rung chấn mọi thành phố ở xung quanh. Thời gian trôi qua, sức mạnh hai thằng bắt đầu mòn đi dần. Tốc độ xem như là ngang nhau, thì kỹ năng chiến đấu của Goku có lợi hơn. Anh ta né được các đòn bắn của Granola rồi bắt đầu áp sát. Xạ thủ mà áp sát thì lấy gì mà ăn. Anh Yến bắt đầu chạy trốn vào rừng. Goku dí theo phóng cây truy đuổi. Nhưng cây cối rậm rạp quá, chúng toàn đâu đâu không à. Đã vậy khi đang bay, thằng cha kia quấn khăn vào cây bẻ góc đột ngột 90 độ sút vào mồm Goku. Thằng chả té văng mà gãy hàng chục cây cổ thụ cùng lúc. Goku vừa định thần lại thì hắn đã đấm tới rồi. Lực đấm này rất mạnh, may mà Goku dùng hai cái tay đỡ kịp, chứ không thì cũng không xong. Cận chiến là nghề của Goku nên anh ta dễ dàng sút thằng Gra đưa nó về trạng thái phòng thủ. Thủ là dở rồi. Lợi dụng ưu thế tấn công cận chiến nhanh, Goku đấm liên tục. Lừa lừa thế đấm vào mồm thằng kia một cú bay vào một gốc cây siêu to khổng lồ. Gốc cây đó không chịu nổi chấn lực mà đổ sập xuống. Granola nương theo cái cây đổ ẩn mình rồi tung một cước bất ngờ vào mặt Goku. Hắn tính lao và kết thúc luôn. Thì lúc này Goku đã nhanh chí kết hợp bản năng vô cực vào dạng Blue của mình. Sau đó vận nội công lên, lực chiến tăng lên đột ngột 10.800 tỷ điểm, khiến Granola sợ hãi lùi ra xa. Đánh nhau nãy giờ hắn bị Goku rỉa còn có 9.600 tỷ điểm sức mạnh à. Gra tức giận dùng ki chỉ liên tục vào người Goku. Nhưng Goku này đã khác xa Goku lúc nãy rồi, anh ta né tất cả dễ ẹn. Lại còn dồn ki vào tay lao vào trực diện, dùng một đòn Kamehameha giết luôn cái thằng yến mạch này. Đòn ki nổ ra ác liệt, dưới mặt đất tạo ra một vết hõm sâu như rung chấn Titan vừa mới càn quét qua. Granola sức mạnh giảm hẳn 2.000 tỷ điểm, nằm một cục khó khăn lắm mới gượng dậy được. Phía bên kia của vết lõm, Goku nằm một cục ập máu tè le, một tay ôm gáy. Không phải vì anh là con Titan sợ chém gáy, mà là ngay khi tung chiêu thằng mặc quần kia đã đánh một nhát chí mạng vào gáy của anh. Goku trở về dạng thường mất hẳn 50% lực chiến, khó khăn đứng dậy. Anh ta than rằng bản thân còn chưa thành thục bản năng vô cực bị động, chứ mà hoàn hảo thì thằng kia tuổi con tôm.
Anh Yến tức quá, đứng từ xa gọi Ki từ lòng đất tấn công từ dưới chân của Goku đánh lên. Goku để được chật vật đỡ lấy đòn đó, nhưng cũng bị hao không ít sức mạnh, còn có 1 tỷ 3 điểm lực chiến bao gồm Ki thần mà thôi. Đòn đánh Ki đã tiếp tục đẩy Goku lên trời. Bất lực, anh ta đành dùng dịch chuyển tức thời về phía Vegeta. Trời, hai thằng này đổi ca thay nhau ra luân phiên hấp diêm từng thằng thì Granola dù có mạnh gấp đôi cũng không làm sao mà đỡ được. Cơ mà Goku vẫn còn khỏe, nên quyết định dùng trạng thái mạnh nhất của mình. Tỷ đánh xong Vegeta ra cũng không có muộn. Vậy là anh ta hóa thẳng lên trạng thái bản năng vô cực lần đầu. Cơ thể bỗng dưng được hồi phục lại tất cả tổn thương và nhảy thẳng lên tới 75.000 tỷ điểm sức mạnh, khiến cho anh Yến hết hồn liền. Giờ đây anh ta không thể nào nhìn thấy bất kỳ điểm yếu nào của tên này nữa. Mà dù có nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể đánh trúng được hắn ta. Không để cho thằng Gra kịp suy nghĩ thêm, Goku lao vào đánh nó liên tục như là tát nước. Rất dễ dàng Goku đánh cho thằng nhỏ sùi bại, đánh bay cả kính. Tuy nhiên Goku vẫn chưa có nắm vững dạng biến hình hoàn hảo này, nên sức mạnh của anh ta vẫn đang rút khá là nhanh. Khi anh Yến nằm xuống thì anh Cu lấy giọng chuẩn bị dạy một bài đạo lý dài. Ai mà thèm nghe, anh Yến vẫn chống trả trong vô vọng. Mọi đòn đánh của anh ta Goku không thèm đánh trả nữa, mà chỉ né đòn và dùng chính sức mạnh của anh ta để mà đẩy ảnh ra xa. Thậm chí Goku chỉ đưa tay trong không khí đã có thể khiến anh Yến bất động rồi. Với thuật khiển vật từ xa, Goku nhẹ nhàng ném thằng trẻ bay ra, sau đó dùng độc chiêu cách sơn đả ngưu, đấm không khí mà lực truyền đi làm tổn hại kẻ đối diện. Granola bị ăn vô số đòn đấm bay vào núi, đập đầu vào đá, máu chảy tè le thăng ngay tại chỗ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi đúng không? Khi anh Yến nằm xuống thì anh Cu lấy giọng chuẩn bị dạy một bài đạo lý dài. Ai mà thèm nghe, anh Yến vẫn chống trả trong vô vọng. Mọi đòn đánh của anh ta Goku không thèm đánh trả nữa, mà chỉ né đòn và dùng chính sức mạnh của anh ta để mà đẩy ảnh ra xa. Thậm chí Goku chỉ đưa tay trong không khí đã có thể khiến anh Yến bất động rồi. Với thuật khiển vật từ xa, Goku nhẹ nhàng ném thằng trẻ bay ra, sau đó dùng độc chiêu cách sơn đả ngưu, đấm không khí mà lực truyền đi làm tổn hại kẻ đối diện. Granola bị ăn vô số đòn đấm bay vào núi, đập đầu vào đá, máu chảy tè le thăng ngay tại chỗ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi đúng không? Không các bạn ạ, Vegeta đã thấy một hiện tượng lạ ở nơi xa xa. Đúng vậy, cái thằng Granola này chỉ là một phần thân mang theo một phần sức mạnh nhỏ xíu của cái bản thể thật sự đang nằm coi phim xếp trong cái phi thuyền ngoài xa. Bản phân thân đó nói sự thật cho Goku biết, sau đó tan theo làn khói. Nó chỉ là một cái ảo ảnh mạnh hơn Super Saiyan Blue thôi mà. Đậu phộng! Granola đích thực sức mạnh chưa xác định đã từ cái phi thuyền ngoài xa hàng trăm cây số tiến đến chỗ Goku trong chớp mắt. Sức mạnh của thằng cha này lớn đến nỗi ngay cả bản năng vô cực hoàn thiện của Goku cũng không thể phản ứng kịp. Một phần là sức mạnh trạng thái này của Goku nó bị rút quá nhanh, liền bị nó đánh ngay tim đứng hình trở về dạng căn bản. Bàn tay thu lại thành nắm đấm, đấm thẳng vào ngực Goku khiến thằng trẻ bay thẳng vô rừng, tạo ra một cái rãnh cày sâu dưới đất. Nó còn lớn hơn cả khi Goku dùng đòn Kamehameha lúc nãy nữa. Vegeta xuất hiện cười khắc khắc khắc, rốt cuộc anh ta đã tới lúc tỏa sáng rồi. Ngay lập tức anh bút lên trạng thái Blue với 9.000 tỷ điểm, chống tay xuống đất khiến đất đá xung quanh anh ta nảy lên. Vegeta đã dùng đến sức mạnh Hakai được Beerus dạy cho, mang lại sức mạnh rất là lớn. Anh ta làm cho những viên đá xung quanh tên Yến nổ tung, gây sát thương lên thằng trẻ. Tuy nhiên anh Yến bay lên né tránh dễ dàng. Anh ta cảm nhận được loại sức mạnh này không thể coi thường, nhưng Vegeta dùng nó quá yếu ớt nên mới phải bù đắp bằng số lượng lớn đá. Và giờ đây ảnh có tới 100.000 tỷ điểm sức mạnh. Sợ cái đầu vui. Chà, khoảng cách quá là lớn đi. Anh ta sẽ cho Vegeta thấy sức mạnh hủy diệt thật sự là như thế nào. Anh Yến giơ tay điều khiển một tảng đá bự chà bá sau lưng Vegeta, sau đó lại dùng chính năng lượng hủy diệt để phá hủy nó, khiến Vegeta bị dư chấn thổi bay thẳng ra đằng trước. Phần nước thì đẩy thuyền Granola kê sẵn cái tay ở đó đợi Vegeta đến là cho một cú chí mạng vào bồng liên. Nói chung là ao trình Vegeta mất ngay 10% sức mạnh, còn 8.100 tỷ. Anh không có chịu thua mà chưởng một cú thẳng mặt thằng kia liền. Trời đất mẹ ơi, tưởng cái gì, ba cái dạng Blue xàm xàm anh Yến né dễ ẹt. Vegeta tức tối lao lên đánh, thì lần này không đủ trình solo với thằng xạ thủ thật. Hắn ta đỡ đòn của Vegeta dễ dàng, rồi đạp hậu một cái cho thằng nhỏ té cắm đầu xuống một cái hồ nước. Lần này đã tới lượt tấn công của anh Yến. Anh đánh Vegeta liên tội, dù cho Vegeta đỡ được nhiều đòn bằng tay, nhưng lực đánh mạnh quá khiến anh càng về sau càng đuối. Rốt cuộc thằng kia chụm hai cái tay lại quắt một đòn chí mạng khiến Vegeta bay xa cả cây số. Sau đó thì anh chưởng Ki liên tục. Hết đường, Vegeta phải xuống nước để mà trốn. Vừa bơi vừa trốn thằng kia bay mà dĩ không có kịp. Ảo thật đấy.
tức quá mà. Anh Yến đã nhờ tô Atmel chính là cái kính của anh để hỗ trợ ngắm bắn. Đợi Vigita thò cái đầu lên là xuyên táo liền. Hắn ta đã xác định được vị trí của Vigita, bắn một phát cực mạnh xuống lòng hồ. Vigita nhìn thấy cũng đã đưa tay lên đỡ. Vô ích à, mũi tên kỳ đó đẩy anh đáo bỉ ngạn bay thẳng tới bờ bên kia hồng nổ tung cả thân xác. Thế nhưng trong lúc nguy cấp, Vigita lại sử dụng một bí thuật đặc dị của thần hủy diệt, làm cho cái đòn đó nổ tung, khiến cho Granola cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thì ra bọn Saiyan này còn giấu hàng nhiều đến vậy. Ngay lúc này đây, Goku may mắn tỉnh dậy. Anh ta nhìn lên trời thấy hai thằng kia đánh nhau như chó điên. À không, đây là trận chiến một chiều, chỉ có một mình anh Vegeta bị đánh mà thôi. Vegeta chưởng hàng đóng ki vào người anh Yến. Anh Yến chỉ ngó thôi đã phá được sạch. Ngay cả đòn ki bự chảng anh cũng chỉ coi như làn khói mà thôi. Vegeta xuất hiện đột ngột phía sau lưng khiến anh Yến phải chưởng. Cơ mà có ý đồ cả. Anh rau cười gian lập tức né đòn. Đòn ki không mục đích kia của anh Yến đã phá hủy chính cái tàn tích thành phố nơi mình sống năm xưa, nơi đã cất biết bao là kỷ niệm đẹp xinh. Quá sức là đau lòng, anh Yến định lao tới quýnh tiếp thì đã bị anh rau bắt thóp. Anh rau thừa biết thứ sức mạnh anh Yến có là may mắn đạt được, chứ không phải là do nòi giống hay là luyện tập. Vì kỹ thuật đánh nhau của anh Yến quá thô sơ và yếu kém nên không thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh của mình. Yếu nè, yếu nè, yếu nè. Vừa chửi anh Yến vừa đánh anh rau giả mang con ngang, sức mạnh của anh tục liên tục. Cơ mà như anh rau nói, ảnh thừa kinh nghiệm cùng mấy cái tip để chơi mấy cái trường hợp này dù rằng nó mạnh thật. Trong lúc Granola thúc đầu gối vô bụng, thì ảnh chịu đau ôm chân thằng chả luôn. Sau đó khỏ cái cù chỏ xuống đùi cực mạnh, làm anh Yến phải thét lên trong đau đớn. Trong cơn đau ảnh xuất anh rau văng cù mèo cắm đầu xuống đất. Vegeta đã bắt thóp được rồi, tự tin tăng lên cao nên thản nhiên đứng chọc thằng điên kia. Thằng kia nó tức quá bắt đầu đánh đấm loạn xạ, trong khi Vegeta đỡ rất bình tĩnh và tự tin. Dù trên là sức mạnh cao, nhưng anh Yến lại không thể tấn công vào trọng điểm mà lại còn có thể bị phản đòn. Vegeta phán rằng vị trí chiến binh mạnh nhất không bao giờ là vĩnh viễn, và bản thân anh ta cũng đã mạnh hơn trong trận chiến này. Vừa nói xong, thằng Granola chọt nhẹ vào bụng anh Vegeta vỡ cả giáp, trở về luôn dàn gốc lực chiến giảm mạnh chỉ còn 1.7 điểm sức mạnh. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Không các bạn ạ, Vegeta không nói đùa đâu, anh ta đã mạnh lên thật sự. Đôi mắt anh long lên sòng sọc nở một nụ cười tà ác. Sự nguy hiểm tác ra khiến cho kẻ mạnh như Granola cũng hoảng sợ mà bay giật lại về phía sau. Thì ra anh Vegeta đang bắt đầu độ kiếp tiến lên hóa thần kỳ. Một ngọn lửa màu tím bắt đầu bao trùm lấy người của anh ta. Anh Yến sợ quá chưởng hàng đóng ki về luồng sáng đó nhưng không hề có hiệu quả. Luồng sáng tan đi, Vegeta đã đạt được một trạng thái mới mang tên là bản ngã căn cực. Sức mạnh lúc này cũng lên tới 108.000 tỷ điểm. Đó vẫn chưa phải là giới hạn, vì Beerus dạy cho anh ta rằng sức mạnh xuất phát từ bản năng hoàn toàn không có giới hạn. Vegeta chỉ cần thổi dòng ki màu tím bao quanh mình ra, đã khiến Granola choáng váng muốn đáo bị ngạn qua bên kia sông Hoàng Hà. Ngay lập tức anh rau đã thuấn di đứng trước mặt túm cổ cái thằng ất ơ này. Anh hút thẳng cái đầu mình vào đầu thằng chả rồi ném ra xa. Sức mạnh của họ thì tương đương nhau đấy, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Vegeta đã vượt quá xa rồi. Thằng cha kia vừa té xuống chưa kịp làm gì đã bị ăn thêm một bữa từ anh rau văng đập đầu vào cục đá đau điếng. Tệ quá, mọi đòn tấn công đều bị anh rau phản vệ rất nhanh. Anh Yến tranh thủ lúc bối rối hút thẳng vào huyệt đạo ngay bụng của Vegeta. Vegeta đau lắm chứ, nhưng cái trạng thái cuồng chiến này, anh càng bị thương máu càng giảm thấp thì lực tấn công lại càng cao, chỉ trừ khi máu giảm xuống đến mức giới hạn mới không thể chiến đấu nữa mà thôi. Ăn đòn đau, sức mạnh anh rau tăng tới 120.000 tỷ điểm. Anh dễ dàng chụp lấy quả đầu thằng Yến lôi mạnh rồi ném thẳng cái đầu nó xuống đất. Lại hư hại biết bao nhiêu là kỷ niệm. Cơ mà đâu để yên, còn chưa kịp ngồi dậy, Vegeta đã lao tới. Sút vào, anh Yến xuyên qua hàng mớ tòa nhà. Vegeta bắt đầu dạy đạo lý. Anh giới thiệu về vị thần hủy diệt cùng sức mạnh anh ta tự mình đạt được. Nhảm nhí, thần thánh làm gì có thật. Anh Yến tức quá trượng thẳng vào anh rau. Anh rau để chứng tỏ bản thân nên chịu đau đứng gồng, máu me gân guốc đổi đầy mặt. Dù rằng là đau lắm, nhưng anh vẫn la lên hết sức tự hào. Ha ha, một điều tuyệt vời để tăng sức mạnh cho ta. Mà sức mạnh tăng thiệt, lên tới 122.000 tỷ. Anh Yến lại trưởng thêm một mớ nữa để xem nó chịu được tới đâu. Rốt cuộc lên tới 130.000 tỷ, anh rau bị bắn rác quá nên nhảy lên phản công. Granola nhanh trí bút kịp lá chắn ki để mà đỡ cái đòn đó. Hô hô, khi xác định được đòn đỡ, Vegeta ra đòn mạnh hơn phá vỡ nó luôn. Đó là một đòn sóng cứu bằng hai chân, dính thẳng vào mặt anh Yến bay xuyên qua đống tàn tích. Anh Yến còn có 90.000 tỷ điểm mà thôi.
Vegeta thấy bản thân thắng thế, nên đi từ từ lại gần để tiếp tục dạy đạo lý. Granola tức quá đấm một cú chí mạng ngay giữa trán anh Rau. Anh Rau đau lắm nhưng vẫn cố cười khênh khệch. Ít nhiều gì cú đấm đó vẫn tăng sức mạnh cho anh, trừ khi đạt tới giới hạn của bản thân. Sức mạnh lại đạt được 130.001 tỷ. Suýt một nhát anh yến lệch hàm bay cắm đầu lên trời mất đi một khúc sức mạnh. Anh ta nhanh trí bung di lụa của mình vào tòa tháp nếu bản thân dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, anh ta khá là bất lực khi gặp đối thủ mạnh đến như vậy. Không lẽ lần này phải chơi thiệt sao? Ê cu, tao thấy bọn Saiyan đó cũng tội, hay là mày chịu thua đi? Cái kính của anh ta cất lời. Cút, cái kính lắm lời, rồi dân tộc tao có sống lại được không? Á, đầu má mày! Granola nhảy xuống đối diện Vegeta. Ảnh nói rằng bản thân mình chưa sử dụng hiệu quả hoàn toàn sức mạnh đã được ban cho. Cơn thịnh nộ bốc lên, sức mạnh anh ta tăng hơn 40% lên tới 128.000 tỷ điểm. Với năng lực tâm linh, anh bốc các tòa thành cổ lên ném thẳng vào Vegeta. Vegeta dễ dàng đỡ lấy nó xé toạc ra. Không vì vậy mà dừng, anh yến lại điều khiển các mảnh từng vùng gia tăng thêm lực ném liên tục vào anh tóc tím. Chà, không thể phá hết toàn bộ. Anh Rau chỉ có thu mình vào đỡ đòn. Thông qua đó anh ta lại được tăng một ít sức mạnh. Quá bức xúc, anh tháo bộ giáp vỡ của mình quăng đi luôn. Được thôi, vô đây mà chơi, tao giết hết. Trận đấu tay bo lại tiếp tục diễn ra. Với sức mạnh cân nhau, người này ra một chiêu, người kia đạp lại một đòn. Sức mạnh của anh yến giảm mà sức mạnh anh Rau lại tăng. Tưởng ngon ăn nhưng mà không các bạn ạ. Anh Rau múc anh yến rớt xuống khu rừng, nhưng cơ thể lại ọc ra máu tươi. Thì ra Vegeta sắp tới giới hạn rồi. Chỉ cần chạm giới hạn, anh ta sẽ đột ngột từ rụng chứ chẳng tăng được gì nữa. Dù vậy, anh vẫn tự tin rằng mình có thể kiên trì một lúc nữa cho đến lúc đánh bại thằng kia. Trong lúc đang tự an ủi mình thì một đòn kỳ phong tới. Vegeta Ego đích dám hấp thu nữa mà vội vã né ra. Khà khà, anh yến ở dưới kia biết ngay thằng này sắp tới điểm cuối của mình. Trong lúc đang tự an ủi mình thì một đòn kỳ phong tới. Vegeta Ego đích dám hấp thu nữa mà vội vã né ra. Khà khà, anh yến ở dưới kia biết ngay thằng này sắp tới điểm cuối của mình. Ở đâu đó dưới dòng suối, Goku đã hồi phục sơ sơ và tự mình dùng ki cứu thương cho mình. Ảo thật đấy, thế này cần quá gì đầu thần hay người Namek để tăng sức mạnh nữa. Trên chiến trường, Granola không dừng lại. Anh phóng vô số đòn ki vào người Vegeta khiến anh ta phải đỡ lấy. Vegeta hấp thu lấy hết đòn rồi chuyển đổi nó thành một đòn ki khổng lồ đánh vào người gã ta, khiến gã rớt sức mạnh bay xa hàng cây số. Vegeta đã bắt đầu chạm mức nguy hiểm của bản thân mình rồi. Sức mạnh thì tăng đấy, nhưng mắt anh ta đang mờ dần. Chỉ còn vài đòn nữa thôi là rụng. Luồng khói ở dưới tan đi. Thì ra Granola không bị bay đi. Anh ta vẫn đứng yên tại chỗ, tạo hình hai cánh tay như là sắp bắn dây thun. Vegeta tức lắm rồi. Anh ta dùng toàn bộ sức lực mình có để tạo nên một quả cầu hủy diệt 30.000 tỷ điểm, hòng giết cả Granola lẫn phá hủy cái hành tinh này. Đây là đòn mạnh nhất của anh ta lúc này. Granola không hề nào đúng. Cái tay cầm thun kia tạo hình cây súng giơ lên trời. Lần này mắt trái của anh ta đã được kích hoạt, và đây mới chính là sức mạnh thật sự của anh cất giấu sáng giờ. Nhờ Vegeta nên anh mới đánh thức được. Cả hai con mắt đỏ là biến dị cực hiếm của tộc Granola. Sức mạnh của anh đột ngột tăng gấp rưỡi lên 150.000 tỷ, bắn xuyên qua điểm yếu nhất của quả cầu hủy diệt rồi phá bỏ nó. Vegeta kiệt lạc té gục xuống đất, dù vẫn còn dữ dàng. Anh ta hết sức ngạc nhiên về sức mạnh của anh yến. Chà, lại nói về Granola. Anh lên được một nhát, nhưng lập tức bị kiệt sức nghiêm trọng, còn có 5.600 tỷ điểm sức mạnh mà thôi. Dù vậy, anh vẫn bắt đầu bắn liên tục vào đầu Vegeta. Vegeta không còn sức để mà hấp thu nữa rồi. Anh lẩn tránh cố đỡ đòn bắn liên tục. Rốt cuộc lạc đàn của Granola cũng đã phá vỡ giới hạn của Vegeta, khiến anh ta trở về trạng thái căn bản. Sức mạnh hao hụt nghiêm trọng, còn có 1 tỷ 2 điểm bao kỳ thần. Anh ta bị anh yến đập thẳng cái chân vào đầu bao nhục luôn. Vẫn còn sức tàn, Vegeta nắm chân anh ta và chửi liên tục. Anh yến đấm vô cái đầu nó một cái là co vòi ngay. Khi anh ta chuẩn bị ra đòn kết thúc thì Goku Blue đã xuất hiện bất ngờ, đấm một cú cho nổ đom đóm mắt. Goku lúc này hồi phục được sức mạnh sơ sơ, nhưng cũng có được 3.200 tỷ điểm, đủ đánh nhau vào lúc này. Được rồi cậu ơi, chúng ta chơi luân phiên từng thằng mà. Cậu chơi nó xong rồi, giờ tới lượt tớ. Lượt mày nè. Thằng cu kia, tao đã cho phép mày đâu mà ra. Láo nè. Vegeta đấm Goku một cái bay ra hồ nước, nhưng Goku không hề phản kháng. Thì ra anh Vegeta chưa có chơi xong. Ảnh ghét nhất là đang chơi dở mà lại có thằng pha rối. Đang đứng dậy đời phun nước bọt tùm lum tà la thì Granola lao tới định chọt vào yếu điểm của ảnh. Thằng quân que. Goku thấy vậy phát hoảng, chưởng Vegeta bay cắm đầu xuyên qua một tòa nhà cổ.
Không may sao, đòn chọt kia cũng đã đụng trúng với guitar làm ảnh nằm lăn ra đất đánh một giấc. Giờ đây chính là lượt của Goku. Thằng Huân Hòe, tao đã biết mánh của mày, đánh vô yếu huyệt cái gì, vô dụng rồi con. Mày đừng có mà giỡn với tao, sát thác. Trong chớp mắt, Granola biến mất trong không gian. Thực thể của anh ta hiện ra ngay sau lưng Goku, đánh một cú chí mạng vào gáy, khiến cậu ta mất đi vàng Blue nằm một cục giữa vũng nước. Anh Yến vừa quay lưng đi thì một đòn ki đã thổi lén vào lưng khiến ảnh giật thột. Thì ra lúc nãy anh ta biến ra sau lưng Goku. Trong sát na, Goku biết anh ta đang ở đâu và sẽ đánh vào đâu, nên giật giật cây gáy di chuyển cái yếu huyệt của mình đi nơi khác. Chà, như Inosuke vậy, ảo thật đấy. Vậy nên đòn đánh của anh Yến có làm Goku mất đi một ít điểm sức mạnh, nhưng không hề xùi. Đã vậy còn quay lại trưởng thằng chả. Granola đích tin lại có chuyện này. Anh lại dùng chiêu đánh vào yếu huyệt trước bụng. Goku thả rong cho mà đánh luôn, vì anh ta đã chuyển yếu huyệt đi nơi khác. Thấy đối phương không hề gì, anh Yến tân hận như chó mất dái không biết làm gì tiếp theo. Vậy là Goku tăng cơ đã thổi luôn một cú vào bụng ảnh khiến ảnh văng ra xa. Cũng may trên lệch sức mạnh khá là cao nên cũng không có đau lắm. Nhanh chóng thay, Granola đã phát hiện ra điểm yếu tiếp theo. Goku thực chất đang bút bản năng vô cực bị động để né đòn. Anh ta giờ đây chỉ có thể quan sát phòng thủ để phản công, chứ khó có thể tấn công trong trạng thái này được. Được, hảo hán, mấy tuổi con ruồi, tao múc. Cơ mà ngay lúc này Vegeta lại tỉnh dậy. Một giấc ngủ khá ngắn cũng làm cho anh ta hồi phục bớt tinh thần, tăng thêm một ít sức mạnh lên được 150 triệu điểm. Mắt cũng đã hết mờ rồi. Anh ta nhìn lên trên cuộc chiến, hai cái thằng kia đang quánh lộn với nhau. Thằng này đấm thằng kia một cái, thằng kia nhéo thằng này một cái. Rốt cuộc đòn của Goku quá yếu nên đánh vào tên kia không mấy xi nhê, mãi mà vẫn còn 4.500 tỷ điểm. Còn anh Yến xuất trúng Goku một cái thì trời đất mẹ ơi, Goku bay xuống mặt đất thoát vàng trở về căn bản luôn. Nãy giờ anh ta cố gồng chứ đâu còn bao nhiêu sức nữa, chỉ còn 5 triệu điểm ói ngay tại chỗ. Cơ mà cái anh Yến đằng kia cũng thở khò khè rồi, còn đâu đó có hơn 4.000 tỷ điểm mà thôi. Đã đến giờ thay ca luân phiên từng thằng hấp diêm. Nãy giờ anh cái đít nghĩ khá khỏe rồi, bây giờ anh ta lại đòi ra đánh nó. Mày cứ để đó tao đánh một mình, tao lo nó được. Đừng chết nha mày. Vegeta lao lên chỗ Granola nói một chàng đạo lý. Sau đó anh ta hóa thành bản ngã tối thui khiến thằng kia giật thọt. Quái, cái giới hạn gì mà hóa hình liên tục vậy? Anh ta không hề biết Vegeta cũng có bản năng do vật chính. Alo, Vegeta vì cái tôi của mình nên ý chí của anh rất là to lớn, vậy nên sức mạnh bùng nổ trong cơ thể anh. Với cái tính cách này, trạng thái bản ngã tối thường cũng không có giới hạn nữa, thích biến lúc nào thì biến. Anh trưởng hàng đóng kia về phía anh Yến, nhưng anh Yến lại dùng tay đỡ được. Ủa, thì ra Vegeta có thể hóa hình được, nhưng trạng thái này nhân với thể trạng yếu ớt hiện tại của anh ta chỉ được có 2.900 tỷ điểm sức mạnh mà thôi. Thôi vậy cũng được, dù gì hóa lên Blue cũng không có bao nhiêu sức mạnh cả. Anh ta lao tới đánh tới tấp hút đầu Granola khiến ảnh bay xuống đất. Cơ mà ở phía dưới đó là thành phố của tộc người Sugaria, những người mà anh Yến xem là bạn không muốn tổn hại. Anh ta cố bám lại phía trên màn bảo vệ. Tuy nhiên Vegeta đã thuật đà đạp ảnh rớt xuống thành phố. Anh ta yêu cầu đi chỗ khác đánh nhau đi. Tuy nhiên Vegeta đâu có chịu, đây là một lợi thế lớn. Người ở đây chết thì liên quan gì tới anh Rau chứ. Vậy là Kadit đấm Granola liên tục, trong khi anh kia không dám phản đòn sợ gây chấn động đến dân thường. Cơ mà bị đấm mãi ai mà chịu nổi. Rốt cuộc ảnh múc Vegeta muốn bay hàm. Không xong rồi, đây là Vegeta Ego. Anh ta sức mạnh không giảm mà lại còn tăng lên 2.930 tỷ. Sau đó chơi cẩu sực cắn tay anh Yến. Mở nó, đồ chó. Anh Yến vẫy Vegeta ra, đứng chạng háng trên đầu nó rồi dùng đòn ki bắn liên tục vào đầu anh Rau. Chà, không hiểu sao không giết chết luôn. Anh Rau chỉ mất sức mạnh bất tỉnh trở về dạng căn bản. Chà, bất tỉnh tạm thời thôi, anh Rau tỉnh dậy được ngay. Vẫn còn tận 22 triệu điểm sức mạnh. Sức mạnh đó không đủ cho anh vận động cái xác của mình mấy. Anh vẫn cứ đứng dậy và bắt đầu dạy đạo lý cho Granola. Anh Yến ảnh tức quá mà, vừa tắt đi con mắt đỏ bên trái, anh đã bật lên lại, chưởng Vegeta bay xa khỏi thành phố đâm đầu vào vách núi. Sau đó ảnh dồn sức chơi một đòn bự chảng lên tới 1.000 tỷ điểm bắn về phía Vegeta hồng giết chết thằng chả ngay tại chỗ. Cho chừa cái tật thích dạy đời. Với cái luồng sức mạnh này tung ra, bản thân anh Yến cũng sẽ chết đồng quy vu tận với Vegeta. Anh Rau ảnh buông xuôi, anh cũng định chết tại đây rồi. Ngay lúc khẩn cấp nhất, ông Monaito đã xuất hiện la to, khiến anh Yến khựng lại. Goku tranh thủ điều đó từ xa chạy tới hút thằng chả té lăn cù mèo. Anh ta nãy giờ cũng hồi được 80 triệu điểm sức mạnh rồi. Granola vẫn chiêu thất bại, nhưng sức mạnh cũng bị hao hụt đi cực nhiều, chỉ còn có 1.200 tỷ điểm mà.
Tại sao ông Monitor có mặt đúng lúc như vậy? Thì ra cái con bịt mắt oắc mèo sau khi bị thằng Yến ném đi đã tự lái phi thuyền về nhà mách lẻo ông già. Ông đã được cái bịt mắt vội vã chở đến đây, và giờ ông ta ôn tồn dạy đạo lý cho mấy đứa nhỏ. Thì ra năm xưa người Saiyan đổ bộ hành tinh này theo lệnh của Freya, họ đã giết tất cả. Nhưng khi Ba Đốc nhìn vào một căn nhà có một người mẹ và một đứa bé, anh ta bỗng nhớ về vợ con của mình ở hành tinh Vegeta. Vậy nên anh ta đã đem hai mẹ con nhà này đến chỗ ông Namek Monitor đang ẩn nấp. Đúng vậy, vì như vậy nên ông Ba Đốc từ người tàn phá hành tinh trở thành ân nhân của Granola. Và ông trông giống hệt Son Goku hiện tại. Mày quen ai tên Ba Đốc không cu? Lạ quá, có quen ai điếu đâu, nhỏ giờ trái đất mà. Kakarot, Ba Đốc là bố đẻ của mày đấy. Phải hôn con chuồn, bố tôi cơ đấy, ước gì tôi biết về ổng. Khoan đã nào, vậy mẹ tôi đâu? Mẹ cậu á hả? Bị thằng Elet lấy súng bắn chết to rồi. Sau đó thằng Ga nó quay lại tính giết cả đám. May cái ông anh Ba Đốc gì đó đã giúp chúng ta đánh bại hẳn rồi. Đồ tồi, sao ông biết bọn Hitler đánh chết mẹ tôi mà vẫn để tôi làm việc cho chúng bao nhiêu năm rồi? Cậu phải hiểu, có làm thì mới có ăn, không làm thì ăn mất. Alo, tôi làm vậy là tốt cho cậu thôi. Lỡ nói thật cả chúng giết cả tôi lẫn cậu, lấy cái gì mà ăn? Mọi người đã bắt đầu giảng hòa cùng nhau. Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại. Đó là dấu hiệu của rồng thần xuất hiện. Không xong rồi đại vương ơi, anh em nhà Hitler lại gọi con rồng mất dịch hai bi ra. Thì ra đây là mưu đồ của bọn chúng. Gọi tới luôn. Một luồng sức mạnh cực lớn đã hướng tới cái đám mới đánh nhau sống chết Shikawe này. Goku cùng Vegeta ngạc nhiên, nhưng Granola đã ngửi được mùi kỳ của người quen mình. Hai chị em Hitler đột ngột xuất hiện và giới thiệu kẻ mạnh nhất trong nhà của mình vừa mới update lên phiên bản 3.0. Đó chính là Ga cao to đen hôi mạnh nhất vũ trụ. Tính ra cũng kỳ, cái danh mạnh nhất vũ trụ giờ rẻ như bó rau ngoài chợ. Rõ ràng thằng Ga này cũng đã đánh đổi hết tuổi thọ của mình để ước điều ước là mạnh hơn thằng Granola. Cơ mà tất cả chỉ là nhất thời mà thôi, núi cao sẽ có núi cao hơn. Nói vậy chứ thằng Broly nó nghe được nó cười ẻ. Gã Ga sức mạnh chưa xác định này chỉ nhẹ tay xuống vách núi, kéo đến chỗ đám chiến binh. Trời ơi, chạy lẹ, cây đổ nhà đổ chết cả bây giờ. Tia sáng đó dễ dàng cắt đất đá lẫn phi thuyền của thằng Ga như là cắt một cái thân cây chuối vậy. Ngay sau đó Ga dùng kỹ năng ưa thích của mình là dùng niệm thực thể hóa đồ vật, tạo ra một cái nĩa bốn mũi phóng thẳng vào người thằng Granola khiến nó bị ghim thẳng vào phía phi thuyền. Goku tức giận lao tới tấn công, nhưng lại bị thằng kia dễ dàng tạo ra bốn khối tạ khóa tay chân đè xuống mặt đất. Mèn đét ơi, cái này người ta nói là gà sống đá gà chết. Một thằng vừa vào chiến trường đập bọn hao tổn gần hết sức mạnh dẹt. Cả đích nhìn thấy cũng cay lắm, nhưng đành bất lực thôi. Giờ mà anh có full sức mạnh hóa Ego thì chết cụ nó với anh. Ủa mà đầu thần đâu xong lôi ra ăn anh? Thấy thời điểm chín mùi, thằng Ga chịu hồ ra cây rìu hai lưỡi khổng lồ tính tử hình tất cả. Khi vừa vung rìu xuống chặt đầu Goku, thì anh Yến đã bắn lén vào lưng anh ta khiến ảnh văng cây rìu ngay sát mặt Goku. Ga tức ngang liền quay sang bút cái chùy gai để mà tấn công anh Yến. Trời ngu vãi, sao không giết Goku trước mà quay đầu chi? Một chùy vào mỏ, anh Ga ăn đòn này là mất thêm một khúc sức mạnh. Tiếp theo đó là hàng đống đòn chọt cho tối tăm mặt mũi, phát lát hít đánh cho anh ta văng thẳng lên bầu trời. Tranh thủ lúc đó, ông già Namek đã lén lút đến tháo các vật khóa tay chân, cùng hồi phục thêm một ít sức mạnh cho Goku. Một ít là bao nhiêu? 3x đi, là ít điểm. Chứ Goku mạnh như châu ảnh không hồi hết được. Vegeta, mày còn hạt đậu thần đó không? Còn chứ, mà tao cất trong cái túi áo giáp. Lúc nãy xung quá vứt cụ đi rồi. Granola đã bị đánh đến đây, mắt nhắm nghiền thở không ra hơi, cạn sạch sức mạnh. Vậy là Goku phải đứng ra gánh thằng Ga cho anh Vegeta đi mò lại cái hạt đậu thần. Ga vừa thấy Goku liền móc dao ra chọt vào người ảnh. Goku đã hồi được 30% điểm sức mạnh hóa thẳng lên Super Saiyan Blue 3500 từ điểm túm lấy lưỡi dao bẻ gãy nó liền. Goku lao tới phản công ngay tấp lự, nhưng anh quá yếu ớt tuổi gì mà chơi. Như một thói quen, thằng Ga làm màu tạo ra một cái khiên để đỡ đòn. Cùng với siêu cấp tốc độ, hắn dễ dàng đỡ sạch các đòn đấm của Son Goku về phía mình. Goku thấy vậy chửi một đòn Kame cho nó chết tiêu luôn. Đấu dễ đâu cân. Ga đã biến khỏi đó ra phía sau lưng của Goku từ lúc nào. Hắn bút cái búa gỗ siêu bự lên gõ cho Goku toạc cả máu đầu văng ra xa mất cả khúc lực chiến. Goku lỗ đầu tiếp tục lao tới nhưng chỉ là vô vọng mà thôi. Anh ta bị ăn đòn không ngừng nghỉ, bước đến phải về trạng thái căn bản. Goku lầm bầm chửi rủa thằng rau rùa bò mãi mà chưa có xong việc. Ở một góc chiến trường, Vegeta tìm lại được một nửa cái giáp của mình. Hạt đậu thần bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Anh ta đem nó về cho Granola ăn, với lý do cao đẹp là để anh Yến nhận trả mối thù xưa, làm cho anh Yến xúc động.
Cơ mà theo bay thấy thì do anh Yến mạnh nhất ở đây thì có. Vegeta ăn đậu và hóa Ego chắc gì đánh được thằng kia mà lại bị ăn đòn thêm. Granola nửa tin nửa ngờ nuốt lấy viên đậu thần. Anh đích tin trên đời lại có thứ thuốc hồi máu nào kỳ diệu đến thế. Nhưng không ngờ sau khi ăn xong, anh từ một cái mền rách lại lấy đủ 100% sức mạnh như xưa, lên tới 100.000 tỷ điểm. Anh ta biến đến chỗ hai chị em đang quậy ông Namek, đánh cho chúng tơi bời khói lửa chưởng thẳng vào vách đá. Tiếp đó anh lấy lại cái kính AI đeo trên mắt, sau đó biến đến chỗ thằng Ga. Nhận ra rằng bản thân hiện tại vẫn chưa đánh được thằng trẻ, nên Granola hóa thẳng lên trạng thái kích hoạt, đau mắt đỏ sức mạnh tăng gấp rưỡi lên tới 150.000 tỷ điểm sức mạnh. Gà nhìn thấy cái luồng sức mạnh này, chỉ lắc đầu cười khẩy. Châu chấu mà muốn đá xe, tao chịu. Anh ta nhảy xuống nghênh chiến, hai tay bút hai cái khiên thời trung cổ. Anh ta biết mình mạnh hơn thằng Yến rất là nhiều. Tuy nhiên khi vào trận, kết quả lại không được như ý. Granola né hầu hết các chiêu của Ga, sau đó là phản đòn cấp kỳ. May mà Ga nó nhanh hơn nên đỡ kịp. Thì ra Ga có sức mạnh rất lớn, nhưng hắn ta không hiểu vì lý do gì chỉ mới dùng một phần sức mạnh của mình là 120.000 tỷ điểm. Tốc độ và sức mạnh nhanh hơn nên có thể đỡ được những đòn của Granola. Tuy nhiên độ chính xác và nhanh nhạy chưa có đủ nên có chút bất lợi. Hắn ta tạo ra một mũi giáo đâm Granola. Anh Yến đã bắt kịp, đã vậy còn quật ngược lại hắn. Trong lúc bay ngược, Ga bút lên một đống kunai ném về phía trước. Granola đánh văng được sạch, chuẩn bị ra chiêu tấn công gã kia. Chờ đã, cả kính hét lên. Thì ra thằng Ga tạo ra một quả chùy khổng lồ hàng tấn đập từ trên đầu xuống đất. Anh Yến nhanh trí đỡ kịp quả chùy, thì tên Ga bấm nút kích nổ nó trở thành một vụ nổ kỳ khổng lồ. Ga vì vậy chỉ còn 149.500 tỷ điểm sức mạnh. Tranh thủ bụi mù, tên Ga phóng hàng mới kunai hồng xiên thằng kia như tổ ong luôn. Cơ mà thằng Yến này có cái kính xịn quá à. Nó phân tích tình hình, đếm được số kunai xung quanh, hướng ném cùng tốc độ giúp cho anh Yến chụp sạch không sót cái nào cả. Với sự quen thuộc sức mạnh rồng ban, Granola liền chiếm được ưu thế. Chỉ với đôi bàn tay không, anh ta dễ dàng áp đảo thằng Ga. Dù nó chơi cả vuốt sắt, dùng khiên đã đỡ, dùng giáo đã đâm, Granola né hết. Sau đó xuất nó lao thẳng vào gốc cây, mất đi một ít sức mạnh. Anh Yến tiếp tục lao tới đánh thì Ga bứt một cây phở để xả hàng. Sơi, né dàng. Anh Yến lách người qua một cái né đao, sau đó xuất một cái khiến thằng Ga bay thẳng lên tới trời xanh. Gã ta khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn xuống, sau đó dùng tay quẹt cái mỏ đầy máu của mình. Đây là một vị trí rất tốt để Granola chỗ tay làm AD nổ đam từ xa của mình. Thế nhưng không có kịp, thằng Ga bút hai cái spinner lưỡi dao khổng lồ trên hai cánh tay mình, bay xuống ngay tấp lự. Cho trẻ con. Với độ chính xác của mình, anh Yến dễ dàng chụp lấy cả hai lưỡi dao khi nó đang xoay, sau đó xuất một cú vào bụng hắn xa tít tắp. Có vẻ như thằng Ga chẳng biết đau gì cả. Sức mạnh không rớt xuống bao nhiêu, cái bản mặt hắn vẫn cứ lạnh lùng không hề biến đổi. Thì ra, hắn vẫn chưa thèm dùng tối ưu sức mạnh của rồng thần, chứ không phải là chưa biết cách sử dụng. Hắn muốn hạ Granola bằng chính thứ sở trường của mình là bút kỳ vũ khí lên xả. Thằng Granola nó né được sạch, còn cầm được cái vũ khí muốn đấm vào mặt cái thằng kia. Bỗng dân cu đấm bị chặn lại cấp kỳ. Thì ra thằng Ga đã quyết định dùng tới cái thứ sức mạnh đó. Sức mạnh bỗng chốc lên tới 200.000 tỷ điểm. Hắn bút kỳ từ trong cơ thể lên để chặn cú đấm, sau đó giơ tay lên mặt anh Yến rồi bùm. Granola bay hàng cây số to đến 10% lực chiến của mình, còn có 134.100 tỷ điểm. Tức giận vì cảm thấy yếu kém, anh ta chỗ tay xạ thủ của mình bắn hàng loạt đạn về phía gã Ga. Nhưng bạn ơi, thằng Ga hiện tại đã có đủ tuyệt kỹ mà Granola từng lĩnh hội trước kia. Hắn dịch chuyển tức thời ngay tới mỏ anh Yến, thiếu điều muốn giảng hòa. Tiếp sau đó hắn dồn ki vào tay chưởng anh Yến bay xa tít tắp khiến lực chiến giảm mạnh. Đến nỗi mà Vegeta phải thốt lên rằng cái đòn đó trông như là Hakai. Cơ mà bạn ơi, Granola đã giận thật rồi. Anh ta rách hết quần áo, bùng phát sức mạnh rồng ban lại tăng đến 40% điểm sức mạnh lên tới 188.000 tỷ. Cú đấm sấm sét, Granola bắt đầu dùng tốc biến để tấn công. Còn gã Ga giờ lại rớt kèo đỏ trong vật vã. Cả hai thằng xài chiêu giống hệt nhau, thì thằng có kinh nghiệm nhiều hơn là thằng chiến thắng. Đó chính là ưu thế của anh Yến. Anh ta quá quen với dịch chuyển tức thời, cả về thời gian ra chiêu lẫn né chiêu, nên dù lực chiến có yếu hơn, anh ta vẫn chiếm được chút ưu thế. Đa số đòn bị thằng Ga tốc nhanh đỡ kịp, rốt cuộc bị dính một chiêu vào bụng. Nhanh như điện, Ga dùng một đòn chùy tay gõ thằng kia té xuống đất luôn. Khuôn mặt của Ga đầy hoang mang và tức giận, không biết tại sao thằng kia lại mạnh đến thế. Rõ ràng là có cái chích nào đó trong cái sức mạnh này mà mình chưa hề biết đến. Hắn ta nổi giận gồng sức lên 220.000 tỷ lao vào đánh gã Gora. Tuy nhiên vẫn như cũ, anh Yến vẫn né được tất cả. Ga chỉ tiêu bằng mắt, đánh bằng chân, bằng tay, nhưng chỉ trúng mấy cục đá xung quanh.
Granola lợi dụng điều này dùng sức mạnh bóp nổ những viên đó như Hakai, khiến cho gãy ga choáng váng. Sau đó thì tung một cước giữa bụng thằng nhỏ. Cả hai lao vào đánh nhau liên hồi. Tuy nhiên càng về sau thì Granola càng bất lợi. Sức mạnh anh ta kém xa chỉ hơn được về độ thuần thục kỹ năng. Trong khi thằng ga càng đánh càng nắm vững các kỹ thuật của sức mạnh mới này khi quan sát thằng kia. Rốt cuộc hắn múc anh Yến văng ra xa rồi lao tới tất sát. Chết cầu mày! Một anh Yến khác bắt đầu sút hắn tung mỏm. Thì ra Granola còn có chiêu phân thân nữa mà nãy giờ quên xài. Anh ta lập tức phân thân thành 10 phân thân khác nhau, gọi là thập phân, đánh thằng ga toàn lực. Ga gồng lực đỡ đòn nhưng có vẻ các đòn đó không đau bằng một thằng chính đánh. Phân thân ra là 10 thì lực chiến cũng chia ra thành thập phân. Phân thì như cức mà cái cức gì cũng phân. Anh ga bay tới chỗ anh Bảy đánh lần lượt 7 thằng. Tiếp đó khi cả đám Granola lao vào, anh dùng 10 ngón tay xiên sạch 10 thằng cùng lúc. Không các bạn ạ, anh ta còn bạn chính nữa núp trong rừng không có lao vô. Đợi khi ga bắt đầu dạy đạo lý thì anh đột ngột xuất hiện trước mặt tung một đòn ki chí mạng cực mạnh, khiến thằng ga mất hẳn 20% lực chiến còn 176.000 tỷ, bay thật xa cắm đầu vào trong lòng hồ. Granola cũng không khá hơn, các phân thân của anh bị giết khiến anh trực tiếp mất đi 60% lực chiến của bản thân, gục một chỗ ỏ ra máu. Chỗ thằng ga đang nằm mẻo, anh em của hắn ta đã đến hỗ trợ. Ngoài việc thông não ra thì gã Alex tháo phăng cái dây đeo trên trán của thằng kia. Trời, thì ra đây chính là cái dây phong ấn sức mạnh bản năng của thằng ga. Trước giờ người ta không tháo nó ra vì bản thân thằng này sẽ không thể chịu được mà phát điên hoặc là chết. Giờ đây có được sức mạnh từ rồng thần, nó có thể chịu đựng được sức mạnh bị phong ấn này. Quả đúng như là cây cánh mọc thêm con hổ, rất rất đáng sợ. Rồi tới công chuyện. Ga bắt đầu ngẫm đồ, hắn ta trở nên phát điên lao lên trời. Mắt trắng giả, người gồng cơ bắp nổi cục, quần áo thì không chịu nổi nữa, rách toạc hết cả. Riêng có một chỗ không rách là như các bạn đã biết rồi đấy. Sức mạnh thằng ga bỗng chốc tăng lên gấp đôi, lên tới 352.000 tỷ điểm, khiến cho toàn bộ mọi người xung quanh hoảng hốt. Lần này thì không xong rồi, với tốc độ cùng sự điên cuồng không thể phán đoán của mình, ga đã lao tới đánh anh Yến như một con chó rách, vừa túm chân vừa phóng điện cao áp cho tê dại, rồi lôi đầu anh ném thẳng vào trong rừng. Anh Yến vừa đau đớn khựng lại được cơ thể thì hắn đã chụp được cái đầu anh, vặn luôn điện hàng triệu vôn đẩy anh ta thẳng vào lòng đất. Anh ta cứ như vậy đánh xuyên lòng đất, xuất hiện lại chỗ xa sau lưng Goku Vegeta, đánh anh Yến bay lên trời. Chưa đã cái nư, ga lại đập anh Yến hết sức về phía mặt đất làm cho tê dại. Rứa đã xong đâu, thằng ga nó điên rồi, nó lao xuống cái xác của Granola tán liên tục vô cái mỏ thằng nhỏ, khiến thằng này cạn hết sức lực máu, mỏ phục tè le. Anh chị của thằng ga thấy thằng này mất kiểm soát, nhìn không được nữa lao xuống chửi té le. Ga, mày đang bị cơn điên chiếm lấy cơ thể đấy, đừng làm mấy cái trò lố lăng nữa, khác gì bôi trâu chét chó vào cái mặt da, ồn vãi trồn. Ga lao tới đánh anh chị nó ụp mặt xuống đất, bản thân nó cũng lao thẳng đầu vào vách đá mà đập liên tục, giống như cái phần lý trí cuối cùng của bản thân đang cố gắng kìm hãm cơn điên này lại. Đột nhiên hắn phát hiện các luồng ki bất thường ở xa xa, vậy là lao tới đập thẳng anh Vegeta, khiến cho Goku sửng sốt. Sau khi Vegeta bị dính vào cái cục đá, thằng điên này bắt đầu đấm cho ná thở, đấm liên tục, đấm túi bụi, đấm cho má nhọn không ra luôn mà. Goku thấy đồng bọn bị ăn đòn thì vội vã lao vào cứu bồ. Tóc của anh sao bằng thằng kia được, nó đợi dễ cả. Ngay trong khoảnh khắc thấy mặt của Goku, thằng ga bất chợt nhận ra khuôn mặt của kẻ thù đánh bại mình năm xưa, Ba Đốc. Ngay lập tức thằng ga nhớ lại từ đầu đến đích câu chuyện mình bị đánh bại như thế nào, nhập tâm tới mức bản thân tự động văng ra xa lộn cù mèo mấy vòng như vừa bị ăn chưởng vậy. Hắn ôm đầu lộn vòng vòng dưới đất như Tôn Ngộ Không. Cũng may mà có thằng anh Alex có trò thông não. Anh ta nói ra một vài từ khóa khiến cho thằng ga dần trở nên ổn định. Sau đó hắn trở lại trạng thái tỉnh táo mà vẫn sở hữu luôn sức mạnh khùng điên của mình. Ga đứng trên không trung, chỉ dùng ánh mắt đã khiến Goku và Vegeta đơ như tượng đá. Ngay lúc đó anh Yến tỉnh lại tấp lén vào lưng thằng Alex. Thế nhưng ga đã nhận ra dịch chuyển thằng anh mình đi ngay tấp lự. Anh Yến tức tối vằn nồi gấu vào tay tính bắn một đòn giết gã kia, thì thằng ga nó dịch chuyển đến sút nhẹ một cái, cả hai cánh tay của anh đều gãy lại. Tiếp đó hắn dùng hai ngón tay bắn cho Granola lòi cả mắt. Rồi xong, từ đâu mắt đỏ giờ đây anh đã gia nhập hội người mù. Nhìn mặt trời mà không chói mắt là hội người mù Việt Nam. Alex xuất hiện phía sau anh Yến, rút khẩu súng vũ trụ ra bắn cái bùm lũng bụng. Kẻ mạnh nhì vũ trụ giờ đây rớt xuống dòng sông chết đuối ngay tại chỗ. Thì ra chỉ có súng mới là võ thuật đích thực, chứ nó ăn 1 tỷ đòn ki của thằng ga có xi nhê gì đâu. Phía bên này chiến trường, Goku đang cố gắng thoát khỏi trạng thái bất động nhưng bất thành. Bỗng cậu nhận được một luồng năng lượng khiến cơ thể được giải thoát và có thêm được 30% sức mạnh.
thì ra Vegeta đã biếu không cho không Goku lượng ki cuối cùng của mình. Vì vậy mày hãy sử dụng cho khéo. Mẹ có xí mày làm lỗ. Goku hóa thẳng lên Super Saiyan Blue với 4.000 tỷ điểm lao tới đá thằng Ga. Đồ rùi xanh vo ve, Ga dễ dàng đưa tay đỡ lấy đòn bất ngờ đó. Hắn khá ngạc nhiên vì Goku thoát khỏi cái thần chú khóa chân của mình. Goku nổi giận, sau đó là nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh ta đã quyết định rồi. Eku, hôm nay tao tha cho mày một con đường sống. Chỉ cần cút khỏi đây, tao sẽ đảm bảo cho mày được an toàn. Ê, buồn cười ghê mày. Ga chỉ tay nhẹ, một cái bàn trông khổng lồ xuất hiện từ trong hư vô rơi thẳng vào đầu Goku. Anh ta vừa nhảy ra sau để né, thì hắn tạo hai cái bàn trông khổng lồ chụp từ hai bên người, khiến Goku phải cố hết sức mạnh mới trụ được để mà bay lên. Ga tiếp tục tạo ra một mớ bàn trông nữa. Hắn quyết không tạo cơ hội để Goku tha cho mình đấy mà. Cơ mà một hai cái bàn trông không thì còn khó thoát, chứ nhiều quá là khác à. Đầu Goku chợt nảy số, anh ta nhanh chỉ túm lấy một cái rồi dùng nó đập nát mấy cái còn lại. Thằng Ga đâu có dừng, hắn ta lôi hết tàn tích của cái thành phố yêu thương của anh Yến quăng thẳng vào mặt Goku. Goku né được hết thì bị cái đoàn tàu hỏa hút cho bay thẳng. Thì ra nãy giờ thằng Ga chả muốn đánh đấm gì cái thằng người bắp này. Hắn chỉ muốn tép mấy cái skill khiển vật mạnh mẽ mà mình mới luyện tập mà thôi. Trước giờ hắn chẳng di chuyển được mấy cái đồ nặng như tàu hỏa bay theo ý như này bây giờ cả. Giờ mấy gà đấm nè. Nhà vô đi, thằng con của gã Saiyan từng đánh bại ta, hôm nay tao đánh chết mẹ mày. Goku lao vào đấm túi bụi, nhưng với số sức mạnh anh có thì chẳng khác nào là phủi bụi. Cơ mà dù là phủi bụi cũng phủi đất chúng cơ. Tên Ga phản đòn phát một, hắn mất hứng túm cổ Goku nói rằng chả thấy có chút máu lửa chiến đấu gì trong mắt thằng này cả. Goku đỡ được tay gã Ga ném ra thì bị thằng chả dùng con tàu thứ hai tông anh ta bay thật xa. Thằng Ga đứng ở đầu tàu dí theo bắt đầu dạy đạo lý. Mèn đét, giết thì giết lẹ luôn đi, tối ngày cứ đạo lý có ngày nó lật kèo cho. Sau khi dạy đạo lý xong, thằng Ga cho cái tàu chở Goku cắm đầu xuống dưới nước hồng dìm cho nó chết đuối. Thế mà đuối thật, sao không bay lên hả cu? Sau khi hạ cánh xuống xoáy nước, thằng Ga dùng năng lực của mình ghim Goku ở trong đó cho chết luôn. Goku cố hết sức thọ cái tay ra chưởng ki vào mặt thằng Ga. Yeah, thằng Ga túm lấy cái đòn ki chưởng ngược lại vào mặt Goku khiến gã hoảng hốt. Cơ mà trong cái rủi có cái xuôi, cái đòn đó trực tiếp đẩy Goku bay lên bờ thoát khỏi cảnh chết đuối ngay trước mắt. Lơ lửng trên trời, thằng Ga nhận ra ông Namek trời đánh đang hồi phục cho thằng Yến chưa chết hẳn. Mệt thật đấy, đánh cho đã rồi đi hồi máu, thế ra sáng giờ công cốc à. Thế là thằng Ga lao tới chỗ ông già tính giết chết ổng. Goku hoảng hốt bút tốc độ. Trời ơi, anh từ xa mà bay nhanh hơn cả thằng 300.000 tỷ điểm đi ôm chầm lấy nó rồi thuẫn gì đi mất. Nơi họ đến là một thành phố của hành tinh khác, nơi ông nội đặc vụ Yako đang đi lang thang giúp đỡ tiểu thương thay bóng đèn. Ở đó họ thử sức với nhau vài chiêu rồi Goku biến đi mất. Anh ta tự tin rằng thằng Ga không biến nhanh kịp bằng mình, mà trạng thái Blue tàn tạ lại có thể cân cơ đỡ đòn thằng biến dị này. Ảo thật đấy, mày chẳng muốn ném sức mạnh xuống đâu, nhưng một số đoàn chẳng biết để điểm sức mạnh sao cho vừa. Sau vài đòn đem nhau tan nát cái chợ, Goku lại biến đến căn cứ của đội tuần tra thời gian, đến các thành phố có người sống vô tình bị đổ cất vào người, biến vào phòng tắm của vua thiên hà, chiến tới nhà tù không gian. Dù Goku biến đến đâu đi chăng nữa, thằng Ga cũng dí tới nơi đánh tới tấp. Cuối cùng Goku dò được khí của thầy mình, chính là Quýt đang đi du lịch. Anh ta gửi thằng Ga cho thiên sứ, sau đó biến theo đường dích dắt vòng vèo về tới hành tinh ngũ cốc cho thằng Ga không thể tìm được mình. Sợ dĩ Goku làm vậy, vì anh ta biết có thiên sứ ở đây, thằng Ga không thể quậy phá giết cư dân nơi này nếu hắn không tìm ra mình. Thế nhưng anh cu tin lầm người rồi. Quýt đang đi du lịch, chả muốn ai làm phiền mình, nên chỉ đường cho thằng Ga bay thẳng về hành tinh ngũ cốc. Thằng quỷ này, nó không dịch chuyển tức thời mà bay thẳng về hành tinh của mình. Nghe có màu tốn thời gian đủ cho Goku làm đủ trò ở cái hành tinh đó. Goku đã về kịp khi hai chị em Maki tính sự ông già Namek cùng anh Yến. Chúng đâu có dám sờ vào Goku đâu. Cứ vậy cả đám nghênh ngang đi về nhà ông già dưỡng thương lấy lại sức mạnh và nghĩ cách tiêu diệt thằng Ga. Ông Namek đã đưa cho Goku cái kính đo sức mạnh của cha anh ta năm xưa, trong đó ghi lại cảnh chiến đấu cuối cùng trong quá khứ và thằng Ga đã bị ông bô Goku úp bô như thế nào. Thì Rambadok cũng không đánh lại thằng Ga lúc nó đang còn thời cùi bắp. Đến lúc đường cùng thì ông ta bút một luồng sức mạnh kinh khủng lên và phét lát qua loa rằng người Saiyan bọn ta đều mạnh lên mỗi khi vượt qua giới hạn của bản thân. Sau đó ông đập thằng Ga điên cuồng như con. Nếu đã có thể mạnh lên kiểu như vậy thì chỉ trong vài thế hệ người Saiyan đã thịt tộc thằng làng rồi. Con rồng thần đã cho Bardock một điều ước. Anh ta ước cho con trai mình trở thành main chính của cái bộ truyện này và có khả năng bút sức mạnh trong những lúc cấp thiết. Ok, họ đã nắm được bí quyết rồi.
Sau khi Goku và Vegeta được phục hồi sức mạnh bằng một phương pháp thần kỳ bí ẩn nào đó, họ đã có đủ gần 100% sức mạnh, ra ngoài đường đứng dạng chân đợi thằng Ga về. Thằng Ga vừa lấp ló cái mặt thì Goku cùng Vegeta đã bút lên trạng thái mạnh nhất của mình để mà cân đôi. Goku sau trận đấu sinh tử, sức mạnh của bản năng vô cực đã lên tới 170.000 tỷ điểm. Vegeta với bản ngã vô cực chưa tham chiến, sức mạnh đạt được 120.000 tỷ điểm. Đừng trông yếu hơn bản năng vô cực mà khinh. Sau khi ăn đủ đòn mà không chết, anh ta có khả năng mạnh hơn bản năng vô cực rất là nhiều. Luồng sức mạnh từ họ gây chấn động cả một góc trời. Sau đó cả hai lao vào gã Ga 349.000 tỷ điểm kia. Yeah, đúng như Ga đoán, bọn này đánh như mũi chích inox. Hai thằng lao vô đánh quá trời đánh mà chẳng trúng được thằng Ga một cái nào cả. Rốt cuộc ảnh ngửa tay đấm gã Vegeta một nhát vào đầu. Ồ, tăng sức mạnh. Xuất Goku một cái vào mặt. Ồ, giảm sức mạnh. Cả hai thằng văng xuống đất xong tung chơi xong cước vào mặt thằng Ga. Một thằng đá không vấn đề mà hai thằng đá cùng lúc khá là khó chịu đấy. Do là Kadit cùng Goku hay luyện tập chỗ quýt nên chiến đấu kết hợp của họ tăng sức mạnh lên gấp rưỡi, bức thằng kia lùi xa cả trăm thước. Quá bức xúc, hắn tạo ra một đòn ki muốn thiêu cháy cả hai đứa này. Bộ đôi Deku đã cùng bay lên né rồi cùng chưởng vào đầu thằng trẻ. Cơ mà thằng Ga còn nhanh hơn, hắn biến mất trước hai luồng chưởng. Liền đó biến ra sau hai thằng dùng niệm thực thể hóa cây chì gai khổng lồ khỏ vào đầu thằng không đáng khỏ nhất Vegeta. Anh rau bay cắm đầu xuống đất nổ cái đùng tăng một mớ sức mạnh. Tiếp đó hắn gõ Goku, như anh cu đẹp chứ đâu có ngu mà đời bị gõ. Với bản năng vô cực của mình anh né sạch. Tốc độ của Ga còn nhanh hơn cả bản năng vô cực. Hắn ta nhanh chân đạp một cái Goku dính thẳng vào núi đá. Vegeta từ xa nổi giận tạo ra một quả cầu chứa năng lượng hủy diệt mà Beerus đã dạy cho mình ném về phía thằng Ga. Dở mại, cho trẻ con. Ga tạo ra một cái khiên gỗ đỡ cái đòn đó như không có gì. Goku nằm phía dưới chân thằng Ga, nhanh chí tốc biến về phía Vegeta rồi cùng trợ lực đẩy quả cầu đó. Lần này cái khiên trang trí của thằng Ga tan nát chỉ còn cái tay không. Ga phải lui về sau vài bước, hắn ta khá là bực bội rồi. Hắn dùng chính tay không của mình đẩy ngược quả cầu về phía hai thằng kia. Vegeta nhanh chí nhảy cù đi mất, để Goku phải chống một mình. Ôi bạn ơi, bạn thân của tôi ơi, bạn đi đâu đấy? Thằng kia! Không phải Vegeta bỏ rơi Goku đâu các bạn ạ. Anh ta quyết định lao tới đấm trực tiếp thằng kia cho nó khỏi đỡ đòn nữa. Nhưng qua một mình là dở rồi. Đòn đấm chưa kịp ra, anh đã bị thằng Ga chụp đầu đánh cho túi con bà bụi. Goku phía bên kia một mình chống đỡ quả cầu sắp không chịu nổi. Cuối cùng dùng hết sức đẩy được nó bay lên bầu trời thay vì bay vào thành phố phía sau lưng. Vegeta bên này đã khá đủ đòn, máu anh ta giảm nhiều nhưng lực chiến đã tăng tới 150.000 tỷ điểm lao tới đấm thằng Ga chốc cả mỏ. Thằng Ga nó không đau, nhưng tự nhiên thằng kia mạnh lên đột ngột, hắn chưa kịp phản ứng. Mày càng đánh tao thì tao càng mạnh. Mạnh má mày nè, vừa dứt câu thằng Ga đánh anh lùng khốc liệt, nó đấm vào bụng xuất anh lên trời, sau đó lại bay lên dòng anh xuống mặt đất. Đầu thế đã ngưng, Vegeta vừa chạm đất hắn đã lao tới thúc đầu gối vào bụng khiến anh rau ói mặt xanh mặt vàng tùm lum tá lả. Lão hả mày, cỡ may một đòn nữa là xong. Nếu thể tin được, anh rau chưa tới hạn mức ngất xỉu của mình, nếu sức mạnh tăng lên tới 210.000 tỷ. Đột ngột vùng dậy đấm một cú chí mạng bất ngờ vào bụng thằng Ga khi hắn giảm đi một phần sức mạnh. Dù vậy, Vegeta vẫn chưa đủ sức chơi hắn, nên Ga tức tối múc anh rau liên tục, đấm vào mồm hai nhát rồi đá hậu cho một nhát cho nó văng ra xa. Sau đó dùng thuật khiển vật đưa anh rau lên trời lại xích vào mồm văng ra xa nữa. Không kịp để anh rau đập đầu vào núi đá, hắn triệu hồi anh lại gần, xong lại xuất lên trời. Tiếp tục hắn lại triệu hồi Vegeta sát mình rồi xuất vào bụng. Đánh thảm đánh thương, Goku từ phía xa sốt ruột muốn chạy lại cứu liền. Nhưng không ngờ Vegeta lại chịu rủa. Cút cụ mày đi Kakarot. Sau khi bị xuất cú cuối kết thúc combo bằng ra xa, anh ta cả người tè le nhưng vẫn cường cười kiêu hãnh. Với một đống đòn này, bài ngã tối thượng của tao đã được phát triển. Còn cái bản năng vô cực của mày thì sao hả Goku? Trông vẫn cùi mí vại trưởng. Mày tìm cách nâng cấp đi. Từ giờ đến đó thằng chó này là của tao. Anh Rao biết rằng sức mình không thể chống lại thằng Ga tới cùng được nên mới nói như vậy. Cơ mà nãy giờ khi ăn vô số đòn, không ngờ lực chiến của anh đã lên thẳng tới 240.000 tỷ điểm. Ảo ma thật đấy. Anh lao tới chỗ thằng Ga để đánh, trong khi Goku bay ra một góc để ngộ về cái bản năng vô cực của mình. Thằng Ga sáng giờ tôi ít bị đánh, nhưng hắn đã hao khá nhiều năng lượng khi dịch chuyển tức thời bay từ xa xôi về đây. Lại còn dùng nhiều chiêu thức lẫn ăn những đòn bất ngờ của Vegeta, sức mạnh không ngờ chỉ còn 285.000 tỷ điểm. Gã Vegeta bất ngờ húc đầu vào thằng Ga khiến nó choáng váng. Tiếp đó là một cú đấm thẳng vào mặt, rồi sau đó là hàng đấm cú đấm khác nhau. Bỗng dưng lực chiến của Vegeta mạnh quá khiến thằng Ga nó bị choáng váng mất một mớ sức mạnh còn 278.000 tỷ điểm.
Cơ mà hắn đã kịp định thần và xác định được sức mạnh của gã kia. Có được bình tĩnh, hắn đưa tay đỡ các đòn đấm rồi tát một cái cực mạnh khiến Vegeta nổ đom đóm mắt lao đầu xuống đất. Dù vậy anh vẫn đứng lên với con mắt sưng húp và nói rằng: "Tao là vua Lidon, nay thì vua Lidon." Thằng gà lao tới thấp một cú thật mạnh vào eo Vegeta, sau đó tung một cú lên cầm khiến anh rau bay xa cắm đầu xuống đất. Gà đã thấm mệt rồi, sức mạnh nãy giờ còn có 268.000 tỷ điểm. Giờ thằng Vegeta còn đứng dậy tăng sức mạnh để đánh nữa, hắn thua là chắc chắn. Đủ chưa? Chưa đủ đâu. À, thật ra là gần đủ rồi. Phản xạ của anh ta đã kém đi hẳn, mắt đã mờ dần, sức mạnh không tăng thêm nữa mà có phần giảm sút. Ô hô, với ý chí của mình anh rau đứng dậy và lao tới thật, khiến thằng Ga sợ hãi nhắm tịt mắt đưa hai tay lên đỡ. Thế nhưng Vegeta đã tới giới hạn của mình rồi. Lần gồng cuối đó là giọt nước làm chàng ly. Anh ta đứng yên trước cú đấm chưa được tung ra, trở về dạng cùi bắp rồi té xỉu xuống đất. Giờ muốn giết anh ta ư? Yeah. Ga biến ra một con dao chọc vô cái mỏ là được. Thế nhưng khi vừa chọt xuống, lại có một lớp màng bảo vệ cực mạnh bọc lấy anh rau làm gãy cả kiếm. Ai mà lại mạnh như vậy nhỉ? Thì ra đó chính là Son Goku. Anh ta đang trong trạng thái nhắm mắt rất là tĩnh tâm, nhẹ nhàng đưa xác của Vegeta về. Màng bọc bảo vệ hiện tại của Goku thậm chí còn chống được cả đòn ki của Ga. Kinh thật đấy, cái này thì phải có súng mới phá được. Lúc này Goku cười khì khì, thì ra anh ta đã tìm ra một trạng thái mới cho cái bản năng vô cực của mình. Goku gồng lên mạnh mẽ, hào quang bung lên, cơ mà chẳng thay đổi gì nhiều. À không, kiểu tóc và đôi mắt này giống với dấu hiệu siêu bản năng. Thì ra Goku đã quay trở lại dạng này cùng với sức mạnh của bản năng vô cực hoàn hảo, tạo nên một dạng mới hoàn toàn mang tên là bản năng vô cực thật sự. Ở cái dạng này, lực chiến thực chất không có cao hơn bản năng vô cực hoàn hảo mà Goku đạt được. Nhưng nó phù hợp với tính cách của Goku cùng với việc nó bỏ qua việc né tránh cùng châu bò của dạng hoàn hảo để mà chuyển hết sang điểm tấn công. Nói cách khác, Goku dạng này nhanh và mạnh hơn bản năng hoàn hảo, nhưng độ châu né tránh cùng việc duy trì hình dạng lại thấp hơn rất là nhiều. Dù cho là vậy, nó vẫn đem cho Goku 350.000 tỷ điểm sức mạnh cấp kỳ. Đôi mắt chiến đấu này trông giống hệt ba đốc năm xưa khiến Ga giật thột. Hắn ta lao tới đánh Goku ngay tấp lự. Goku cũng không vừa tung ngay một đấm trả đòn. Hehe. Cú đấm của Ga hơi trượt một tí, còn cú của Goku lại ngay chính diện khiến hắn gãy mất một cái sừng trên đầu và mất đi kha khá sức mạnh. Chấn động từ hai cú đấm trăm ngàn tỷ này khiến mọi thứ xung quanh đều bị rung lắc dữ dội. Goku có được lợi thế lập tức lao lên. Thằng Ga đang ôm mặt đau đớn thấy có điềm nén ngay tại chỗ. Thế nhưng phản xạ của hắn lúc này thua xa Goku. Anh ta lập tức dí theo thuấn di chặn đầu thằng Ga, xuất nó văng lên trời rồi chưởng cho nó ăn cho một đòn Kameyoko. Lực chiến của Ga bây giờ còn có 225.000 tỷ điểm. Kinh hãi vì không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, Goku lao tới đánh tấp, đánh gãy cụ luôn cái sừng còn lại của thằng Ga. Tuy vậy thằng Ga vẫn có thể đánh trả lại được. Đây không phải là dạng bản năng vô cực chuẩn, nên sát thương Goku nhận lại cũng lớn hơn so với dạng kia. Anh Cu tức giận há mồm khạc lửa đốt thằng Ga cháy đen thui. Ga tức lắm rồi, hắn sẽ cho Cu biết ở đây ai mới là người mạnh nhất. Bèn dùng tuyệt kỹ sở trường của mình, đó là lôi toàn bộ vũ khí giấu trong quần ra ném cả vào Goku. Trời, như là túi của Doraemon vậy, cất nhiều thứ ghê. Goku lao tới lần lượt né toàn bộ, ngay cả cái quả chùy cả chục tấn anh ta cũng nhảy lên né được. Lại còn lộn lên trên nắm lấy dây xích đập ngược nó vào đầu thằng Ga. Chạy lè đi Ga ơi! Ga không chạy, hắn đứng dưới gồng chùy muốn sùng cả lưng. Ủa mà biến ra được xong biến nó mất đi cho nội. Ga đang tự hào một cách nhăn nhó thì Goku đã đạp thẳng vào ngực hắn ta bay hàng cây số nằm lép một cục dưới đất. Ga đã thua thật rồi. Sức mạnh mạnh nhất vũ trụ của hắn ta giờ chẳng còn là gì cả. Mọi chuyện đã kết thúc rồi chắc. Không các bạn à, lúc này đây thánh thông não Elet lại xuất hiện. Hắn khơi gợi cho Ga về mục đích tồn tại, về cái quần què gì tồn lâm tà la. Ga đã hiểu rồi. Elet vừa quay lại sỉ nhục Goku thì một luồng sáng cực kỳ mạnh mẽ đã phát ra sau lưng hắn. Thì ra điều ước rồng ban Ga vẫn chưa có xài hết. Luồng sức mạnh này đến từ tuổi thọ. Lúc nãy hắn chỉ đổi số tuổi thọ đủ để tiến tới dạng trưởng thành. Giờ đây hắn tiếp tục đổi nốt phần tuổi thọ còn lại của mình thành sức mạnh. Ga đứng giữa luồng sáng dữ dội. Hắn ta hiện tại đã già lòng khòm rồi, cơ mà sức mạnh đã lên tới 500.000 tỷ điểm. Elet thấy vậy hài lòng nhảy lên trên núi. Thằng Ga chỉ cần thò nhẹ cái tay ra đằng trước đã có thể túm cổ Goku bản năng vô cực thực sự nâng lên trời. Hắn quyết định bóp nát cái đầu của Goku ngay tại chỗ luôn. Tuy nhiên Goku đã nhanh trí dịch chuyển tức thời ra sau lưng hắn hồng đánh liền. Ba cái bản năng dễ rách, tao còn đẻ được trò này kia mà. Ga biết trước mọi hành động của Goku cũng như mọi vật thể xung quanh mình, nhẹ nhàng giơ cái tay ra sau thì cái bản mặt của Goku đã bị đập vào đó đầu liền.
Khi Goku đang ôm cái lò muỗi ăn trầu của mình, thì Ga xuất hiện ngay phía sau lưng thì thầm nói nhỏ. Hắn túm lấy cái đầu Goku ném thẳng vào trong rừng gãy không biết bao nhiêu là gỗ. Goku gồng hết sức mới khựng lại được mà bay lên trời. Chuyện đâu dừng ở đó. Ga chỉ cần đưa tay lên trời có thể tạo ra một vòi rồng khổng lồ kéo Goku về lại phía trên đầu mình. Tiếp đó hắn chỉ còn một đòn nội công có thể giết Goku bản năng vô cực ngay lập tức. Goku may mắn lách người né được, thì thằng Ga là chỉ tiếp hàng trăm đòn khác. Cú dùng tay đỡ được đa số lực, nhưng sức mạnh cậu ta dần cạn kiệt. Giờ còn có 248.000 tỷ điểm té cái bạch xuống đất. Ga bước tới túm cái cần cổ cậu lên, bứt một cú đấm ki khổng lồ tung một cú cào mặt khiến Goku bị văng chà xuống mặt đất xa hàng trăm mét. Giờ này ai có thể đánh lại thằng Ga này nữa chứ? Khi Goku vừa gắng gượng đứng dậy thì thằng Ga lại xuất tung mỏm văng lên trời. Sức mạnh Goku giờ đây hao hụt thậm tệ còn có 237.000 tỷ điểm, không đủ chơi thằng Ga nữa. Anh ta tức giận lao đầu xuống đánh thì thằng Ga lại hứng thú bút hai năm đấm ki vô gầm trực tiếp với thằng trẻ luôn. Hai thằng nớ chuẩn bị cho Goku ăn đòn thì bỗng dưng có một luồng sáng ngăn họ lại. Thì ra đó chính là Granola với 33.000 tỷ điểm vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Cậu ta bất ngờ lao tới đấm cho Goku đang yếu nhất văng xuống đất. Cơ mà quả đấm yêu này không có đau mấy. Goku mất cả bao nhiêu sức mạnh cả. Thì ra anh ta muốn đưa Goku ra riêng để thì thầm vài điều tế nhị. Tiếp theo là trò đánh hội đông. Goku sẽ kéo dò thằng Ga cho anh Yến từ xa dồn ki nã chết cha nó. Khi thằng Ga lao tới, Goku cũng đột ngột nhảy lên xuất thẳng vào bụng hắn. Đang lỡ đà né không kịp, Ga tức giận đấm một cú đấm ki mạnh mẽ về phía Goku. Anh ta đỡ được luôn. Kỳ vậy. Thì ra Ga quá lạm dụng tuổi thọ của mình nên cơ thể già yếu của anh ta khó trụ được lâu với thứ sức mạnh lớn đến như vậy. Bỗng chốc sức mạnh của anh bị tuột chỉ còn gần 400.000 điểm. Ga dùng tay và chân khóa ki đấm mạnh Goku văng xuống đất. Sau đó dùng đôi dép ki đạp cho Goku lún sâu khi anh ta chỉ còn 224.000 tỷ. Ga cũng không khá hơn. Cơ thể hắn dần không đề kháng được với vết thương. Sức mạnh đang tụt khá nhanh. Bỗng nhìn lên thấy thằng Yến này dồn ki bắn mình. Hắn bất ngờ về lượng sức mạnh đó của Granola. Mới đánh cho gần chết mà sao lại mạnh đến như vậy? Đòn ki đó mà chúng mình là chết chắc. Ga phẫn nộ ném một đòn ki lớn về phía anh Yến. Nhưng đòn đó là bị chặn lại bởi một tấm lưới vô hình. Thì ra Goku nằm lết dưới đất đã tạo cái rào chắn đó. Quá giận dữ vì ki đa cạn mũi, Ga tung hàng đống đòn ki tính tàn sát Goku luôn cho nó gọn. Goku ăn quá trời đòn đó, sức mạnh cạn kiệt trở về dạng thường chìm vào trong vô thức. Thằng Ga tranh thủ lúc này tính chịu chết Granola vẫn đang đứng gồng. Nhưng bỏ mắt ho, ho sặc, ho sụa. Vegeta hồi được một ít sức mạnh từ đâu lao tới hút tới, khiến hắn ta nằm gục một chỗ. Hắn đã đuối lắm rồi, nên nhất thời không ngồi dậy được. Elessa chị em Maki qua hỗ trợ Ga, thì ông già Monaito 195 điểm sức mạnh ra ngăn cản. Ủa làm sao chống được đây? Bút bẩn chứ sao? Ông ta dở trò thôi miên khiến chúng gục ngay tại chỗ. Ủa sao ông làm vậy từ đâu đi cho nổi? Ga sau khi vùng dậy lấy lại tỉnh táo tính giết Granola, thì Vegeta kèm chặt lấy. Cái thằng cùi bắp này, nãy do choáng thôi chứ Vegeta tưởng con ruồi. Granola vẫn chưa chịu ra tay khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh. Bỗng dưng ngay lúc này Goku từ trong vô thức lại tự nhiên tiềm cận được sức mạnh của vũ trụ. Tóc anh hóa bạc và toàn cơ thể được bao phủ bởi một con Susanoo khổng lồ. Dù sức mạnh không bằng một nửa lúc đấu với Moro nhưng cũng đạt được 600.000 tỷ điểm. Nhanh chóng túm lấy thằng Ga yếu nhất đang bay vù vù. Lực nắm đấm mạnh đến mức thằng Ga không cách nào thoát ra được rồi bị ném thẳng ra ngoài vũ trụ. Việc làm này là có lý do. Anh Yến đã tích đủ lực rồi, nếu bắn trực diện hành tinh sẽ nổ tung, nên bắn lên không trung là hoàn hảo nhất. Cậu ta đã rất đuối rồi, cậu phải bật cả hai con mắt đỏ lên 55.000 tỷ điểm cộng với mắt kính hỗ trợ mới xuất được cái đòn đánh này phóng chính xác tới chỗ thằng Ga. Đòn này lên tới cả 100.000 tỷ điểm, một chấn động cấp hành tinh đã nổ ra. Những kẻ mạnh mẽ như Goku, Vegeta đều bị cơn lốc này thổi bay. Thằng Ga từ trên bầu trời rồng xuống như mít. Anh Yến đã nương tay. Anh giảm lực vừa đủ để hắn ta không chết hoàn toàn. Anh không muốn giết người nữa rồi. Dùng thù báo thù, dùng oán báo oán, oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Giờ đây ở chiến trường mọi người đều tàn tạ. Họ đã dùng hết sức mạnh của mình rồi. Thằng Ga cũng tan nát nằm một chỗ ở dưới mặt đất. Mọi chuyện đã kết thúc rồi chăng? Lại không các bạn ạ. Biến lại sắp xảy ra rồi. Ông già ném mấy bỗng dưng cảm thấy sung mãn. Ông làm một hơi hồi phục thể lực hết cho cả ba thằng, khiến họ có đầy đủ sức mạnh như lúc sung mãn nhất. Mọi người vừa nhìn nhau cười khe khe thì một luồng ki đã xuyên thủng bụng ông già. Thì ra đó chính là thằng Ga. Nó đã đổi nốt số sinh mạng cuối cùng thành sức mạnh, dài như cái dẻ rách vậy. Và giờ hắn ta nhìn cũng như cái dẻ rách thật, vì đã hết thọ hạn rồi, chắc sống được vài ngày nữa là hẹn.
Goku và Vegeta lập tức hóa lên trạng thái bản năng cùng bản ngã của mình, tương ứng Goku 350.000 tỷ, Vegeta 150.000 tỷ điểm sức mạnh, rồi lao vào đánh thằng Ga. Thế nhưng thằng Ga giờ đây có đến 650.000 tỷ điểm. Hắn đứng từ xa chụp lấy đầu hai thằng đập mạnh vào nhau. Tiếp đó là một cú sút đá kỳ rộng khiến cho hai thằng bay xuống mặt đất. Deku nổi giận lao tới dùng võ công siêu phàm của mình đánh thằng kia túi bụi. Nhưng thằng kia giờ như cái xác khô chả biết đâu, ăn đòn cỡ đó mà sức cũng chẳng tục bao nhiêu nữa chứ. Hắn còn chữa một đòn ki mạnh mẽ khiến Goku Vegeta phải cố hết sức mà chống đỡ. Đòn ki chưa tan đi thì tên Ga đã chui thẳng vào trong. Nó đặt thẳng hai chân vào mặt hai cái thằng này bay một khúc xa. Goku giảm sức mạnh, trong khi đó Vegeta lại tăng một ít. Anh Cu lao tới sút mạnh một cú vào tay thằng sát khô. Cánh tay bị hủy hoại mất một mạng, nhưng có vẻ như nó chẳng tổn hại gì tới thằng kia cả. Nó đấm anh Cu một cái văng ra xa tít rồi lao tới đấm mạnh. Elet ở ngoài khóa chỉ hô hào dù con em ngăn cản. Hắn tát con nhỏ nổ đom đóm mắt, nói rằng thằng Ga xài hết tuổi thọ, sắp chết đến nơi rồi thì lo mà đánh đi chứ còn cái gì mà tiếc. Ga đã nghe thấy những lời này, hắn tiếc cái mạng sống lắm, sợ chết lắm. Vội ra sông nhìn lại bản thân mình trong dòng nước, hắn đã trở thành một cái thây mai già đét rồi. Đang hồi tuyệt vọng thì Frieza đại đế từ đâu xuất hiện phía sau lưng, kẻ mà Ga rất muốn giết đã tới. Ga điên cuồng bước cơ bắp sức mạnh của mình lên, lực chiến lên tới 700.000 tỷ điểm lao tới giết con thằng lằn. Không ngờ ngay lúc đó Frieza đã bút lên một trạng thái bí ẩn màu đen đấm xuyên bụng thằng này, giết chết nó ngay tại chỗ. Thằng Ga lập tức hết thọ hạn, khòm đi thành một bộ xương khô. Frieza đạp lên cái sọ nghiêng cho nát bét như cách mà Sên Bọ Hung đạp nát đồ số 16 vậy. Tiếp theo đó hắn ta tiêu diệt Elet, kẻ luôn muốn qua mặt mình. Quay qua nhìn hai thằng Saiyan hóa thần, gã Frieza hóa đen với sức mạnh chưa xác định lao tới đấm một cái duy nhất khiến cả hai gục ngã. Sau đó con thằng làng leo lên phi thuyền trở về hành tinh mẹ, lại còn kéo theo hai chị em mắc kỳ phục vụ cho mình. Thì ra gã thằng làng đen đã vô tình tìm ra một căn phòng thời gian ở một thuộc địa của mình. Hắn đã luyện tập hẳn 10 năm trời để đạt được trạng thái này đây. Giờ đây tự tin rằng khắp vũ trụ này không còn ai là đối thủ. Khi Frieza bỏ đi, Thiên sứ Whis cũng vừa tới hồi sinh cho ông già Namek. Anh ta đã đưa Goku và Vegeta về trái đất ăn nhậu, không quên dặn rằng chiến binh mạnh nhất vũ trụ đã trỗi dậy ở một nơi nào đó trong vũ trụ và chưa chắc chắn rằng thằng đó đã là Frieza thằng làng đen. Bạn muốn kiếm thêm tiền bạc hoặc thẻ nạp game chỉ thông qua việc chơi game mà mình ưa thích như Free Fire, Liên Quân, PUBG, nuôi thú đẻ tiền, quan trọng là không phải nạp bất cứ đồng nào vào cả. Bay đã test thử và rút tiền thành công thông qua ứng dụng Xplor trên CH Play. Ngoài ra nếu nhập mã giới thiệu từ Bay, bạn sẽ nhận thêm 10 đồng token ngay từ ban đầu và có thể rút tiền về Momo luôn ngay sau khi đăng ký ứng dụng. Video kết thúc tại đây. Bay cảm ơn bạn đã xem hết tập và rằng đừng quên nhấn đăng ký kênh bạn nhé. Nếu muốn xem tiếp, các bạn có thể vào trong kênh Bay và tìm những nội dung tương tự về anime mà bạn thích. Nếu yêu thích sưu tập trang bị anime thì hãy tìm kênh Bay Store nghe. Còn bây giờ thì bye bye fly.